là ông Phong đúng không? Bà có phải là bà Mộng không? Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã trót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã trót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Rồi từng ngày vắng anh, bước chân buồn tênh. Rồi từng ngày nhớ anh, trái tim không ngủ yên. Thôi xin em hãy hờn dỗi như ngày mới quen nhau. Đã xa nhau. Nếu anh nói anh muốn xa em, là thật ra anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ em. Thật ra anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn. Bà ơi, bà ơi, bà. Bà ơi, tôi mua được bún bò rồi nè. Mau mau đi về ăn đi, để nó nguội hết ngon. Ông ơi, ông ơi, tập thể dục xong rồi, về đi ông. Chào bà khỏe ha? Chào ông. Chào ông Phong. Nhớ đã hết xúc động. Giám khảo Trấn Thành, anh nói gì ạ? Tại vì thế này là tôi thích những cái điều nhỏ nhỏ mà nó đáng yêu.
và nó đẹp đẽ, nó xảy ra trên sân khấu á. Thật ra chương trình này một trong những cái khâu mà tạo nên một cái chương trình hay cho ca sĩ Thần Tượng, đó là những cái ý tưởng âm nhạc rất là sáng tạo của giám đốc âm nhạc Minh Vi. Giám đốc âm nhạc Minh Vi đã cho mọi người không những chỉ thưởng thức một bài nhạc mà đó là một tác phẩm. Ngay cả cách mà họ sắp xếp những bài mashup với nhau, nó đều có ý nghĩa, có nội dung và nó có giá trị trong âm nhạc rất là cao. Nó tôn vinh được giọng hát, nó khoe giọng, nó có cái khoảng đất để cho mọi người vẫy vùng. Và quan trọng như cái bài vừa rồi, nó chỉ là một bài Trái Tim Không Ngủ Yên chúng ta đã từng nghe quen thuộc, nhưng mà với cái cách trình bày này người ta cảm, nó dễ sợ cảm. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi, tại sao tôi rơi nước mắt? Bởi vì các bạn diễn thật, các bạn không cố gắng làm cho ra ông già bà già, các bạn diễn thật. Và cũng cảm ơn hai bạn, tại vì hai bạn hát nó rất là thả hồn và trong đó rất là cảm cái nhân vật, cảm cái bài hát. Những cái dàn dựng rất là đơn giản nhưng mà nó len lỏi trong cái trái tim và tình cảm của mỗi chúng ta. Đừng có trách chi những phút sao lòng, ai cũng có một thời để yêu và để nhớ, ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ. Đừng trách chi những phút sao lòng. Cái bài đó là cái bài của nhà sơ Thuận Hữu. Thì tôi nghĩ là trong cái bối cảnh này cũng rất là dễ thương. Có thể là cái tứ của cái câu chuyện tình này, có thể trước đây họ đã từng yêu nhau, hoặc có thể là bây giờ họ gặp gỡ, họ yêu nhau nữa chăng, mình không hiểu được. Mình không hiểu được chính xác, nhưng mà mình biết rằng là họ sau những cái mộng mơ rồi họ phải trở lại với thực tại, với những người vợ và người chồng của mình. Đó thì nó có một chút gì đó buồn, nhưng mà đôi khi chúng ta phải trở lại với những cái trách nhiệm trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà cách diễn của hai bạn á, người ta tin thật sự hai bạn là một cặp đôi tình già, thật sự Thanh Mộng cũng như Văn Phong hôm nay lột xác mà dễ thương lắm luôn. Lúc Thanh Mộng bị rớt cái cuộn len á, cô Minh Tuyết nói trời đất ơi, bà này bà già bà ra bà dụ trai này mà làm dễ thương. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo. Xin cảm ơn ạ. Trôi tôi với tôi lẻ loi xót xa mối duyên tình xưa, phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi em, vì sao em nỡ cất bước ra đi. Bao ngày qua khi bóng anh dần xa, ân tình tự như đã nhòa, nhưng trong lòng em vẫn thầm mong có anh. Người yêu ơi, mong em cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này anh chỉ yêu mình em, hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn say, hãy nói là cuộc đời này anh vẫn luôn cần em. Dẫu biết tình ta đã không thay, đêm dần trôi tôi với tôi lẻ loi xót xa mỗi duyên tình xưa, phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi em, vì sao em đã cất bước xa đi. Bao ngày qua khi bóng anh dần xa, ân tình tựa như đã nhòa, nhưng trong lòng em vẫn thầm mong có anh. Người yêu ơi, mong em hãy trở về. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây, rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này anh chỉ yêu mình em, hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn
trôi. Dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi. Dẫu biết sao biết quá hay, quá giống không quý vị. Có thể nói đây là một trong những ca khúc đầu tiên đánh dấu sự kết hợp của hai người tình trên sân khấu, đó là ca sĩ Bằng Kiều và ca sĩ Minh Tuyết. Và sau thành công của ca khúc này thì hai ca sĩ Bằng Kiều và Minh Tuyết đã kết hợp với nhau với rất nhiều những bài hát sau đó nữa và được nhiều khán giả yêu mến. Có phải không chị Tuyết? Đúng rồi. Dạ. Vậy thì hôm nay khi chị nghe hai bạn ấy hát lại ca khúc này của mình, cái cảm xúc của chị bây giờ ra sao ạ? Trước tiên thì chị khen bạn trai Ngọc Linh. Ngọc Linh á, là tại vì khi anh Kiều hát với chị thì chị không có nghĩ rằng cái bài này, cái giọng ca con trai nó bị cao dữ vậy. Có nghĩa là mỗi lần mà chọn bài song ca đó, tụi chị lại không chọn bài song ca mà tụi chị chọn bài đơn ca để hát. Như vậy thì cái giọng anh Kiều sẽ được phơi bày nhiều hơn và nó sẽ hay hơn. Thì cái tông nó rất là cao mà chị rất là khen em là hôm nay em hát được cái tông anh Bằng Kiều thì không có mấy ai làm được điều đó. À, còn cái cảm xúc của chị nói sao ta? Chị thấy em với lại Hoàng Linh hát đó, diễn với nhau rất là tình thì chị cảm thấy chị bức xúc vô cùng. Là bởi vì khi anh Bằng Kiều á, anh có một cái đặc trưng mà Trấn Thành không biết. Là khi anh đứng trên sân khấu anh không nhìn chị mà anh cầm microphone anh nhìn mấy cô ở dưới không à. Đó, cho nên chị rất là bức xúc. Anh Kiều sao anh kỳ vậy, sao anh có thể thờ ơ như một nhan sắc cái bên được. Nhiều khi cái gì mà nó gần quá người ta lại không có thấy trọng đó em. Mà nhớ lại anh Bằng Kiều đối với chị thật là đau lòng em ạ. Alo, anh Kiều hả? Sao anh không dòm người ta? Hả? Cái gì? Anh mất sống rồi hả? Từ chối trả lời luôn. À, vâng, rồi để nói lại cái tiết mục vừa qua thì Tức ngồi Tức nghiên cứu, Tức nghĩ ra được như vậy nè. Cái chữ cuối cùng á, bạn đẩy cái câu nó ra, rồi mình hãy ngân, chứ đừng nó ngân ở bên trong. Chứ anh đợi rồi anh mới ngưng ra, chứ không có là không có ngưng ở trong. Cái ngân liền đó là của cái Tuyết. Ngân liền ở bên trong á là của Tuyết thì có thể cái đó nó sẽ giúp bạn giống anh Kiều nhiều hơn một tí. Bạn gái thì Tuyết nghĩ là cái người mà sẽ nhận xét chính xác nhất đó là chị Cẩm Ly. Mời Thánh soi. Cảm ơn. Chị nghĩ một phần em cũng hơi bị gò bó trong những cái đầm của mình, cảm thấy không thoải mái, cho nên cái hình thể của em nó không giải phóng được. Thì nó liên quan đến cái giọng hát của em luôn. Tại vì em hát trước đi một câu đi chị sẽ nói. Nhạc lấy giùm cái kia. Hãy nói rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi. Hãy nói rằng cuộc tình mình giờ như ánh trăng dần trôi. Ok, được rồi, Tiết hát lại câu đó. Hãy nói là cuộc đời này ta ti ra đi ta ti ra đi da 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 đi ta đi da. Em không có đẩy nó ra không em, nó đẩy là một phần đi. Một phần chữ em không có đẩy lực, em gom cái chữ em túm tím nó lại như thế này. Còn Tuyết là hát sẽ rõ hãy nói rằng là cuộc đời này anh chỉ muốn là... tức là nó phát âm ra từng chữ nó sẽ rõ ràng. Còn bây giờ nói về Ngọc Linh, hồi nãy chị hơi phấn khích tí xíu. Rõ ràng ở cái vòng 2 là tiến bộ. Chị bảo em là em sẽ gom chữ và em miết lại. Qua tới cái vòng 3 này khác hẳn. Phấn khích gì cái sự mà em thay đổi liền. Trong tích tắc mình thấy có cái sự khác và tiến bộ là cảm thấy vui rồi. Em làm được, cái trong cái tập này em làm được. Tuy rằng nó không hoàn hảo hết. Nếu em đi được vào vòng trong thì chị nghĩ là với cái đà này, cứ mỗi ngày mình một tí xíu là vào trong nữa là em sẽ càng giống anh Kiều nhiều. Cảm ơn Linh. Về phần diễn chắc là cho anh có góp ý một chút xíu nữa thôi. Hai em có sự tính toán với nhau về mặt bố cục ban đầu đúng không? Tuy nhiên mình đã có cái ý tưởng rồi thì mình phải biểu đạt được cho nó tới. Tức là dù hai người ban đầu đứng nhưng mà anh thấy không có chạm vào nhau luôn á. Cái đoạn mà cầm tay nhau rồi bắt đầu chia tay nhau á, thì đi là hai đứa đi thẳng luôn.
Thì nếu như là chị Tuyết á, thì chị sẽ còn nhìn lại một cái ánh mắt gì đó. Cái sự liên tiếp phải không? Đúng rồi. Còn em là đi thôi, coi là nhìn hẳn bên này. Nó làm đánh mất cái cảm xúc của cái người đang theo dõi lúc đó. Em nhớ là anh Trấn Thành đã từng nói là chị Minh Tuyết là cả một trời diễn xuất trên siêu sân khấu. Siêu diễn. Đó. Cái nội tâm bên trong cổ nhiều lắm. Khi cổ hát cổ tưởng tượng, chứ tưởng tượng ra phía trước chị có rất là nhiều cái điều. Thì em cũng phải biết tưởng tượng ra vậy, không tưởng tượng ra không diễn được. Cảm ơn các vị giám khảo. Trao nhau nhiều hơn đã hứa, mà vì sao đôi khi anh thấy yêu thương thật quá mong manh. Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu, vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Em là vẫn khát khao được yêu mãi thế, dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay, hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Một lời sẽ mãi bên nhau, và em sẽ nhìn anh và hát, em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói. Dù năm tháng đổi thay người hỡi, những ngọt ngào vẫn khát khao được yêu mãi thế, dù mây đánh đôi ta đâu biết yêu đương mình sẽ xa xa. Người hãy, tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay, hãy yêu nhau để có mãi bên nhau, và em sẽ
Sao ơi, hài lòng chưa? Em mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Về phần diễn thì anh có lời khen Thanh Mộng á. Em có đặt để cảm xúc của mình vào trong cái bài này. Từng cái đi đứng hoặc là em nhìn cái người bạn của mình á, em cũng thể hiện được cái tâm trạng đó. Khen em một lần nữa là em là cái tên Thanh Mộng. Một cái giấc mơ đẹp, một giấc mơ màu xanh giống như là cái chiếc áo em mặc hôm nay á. Không biết vô tình hay hữu ý mà rất giống với chiếc áo màu xanh của chị Minh Tuyết cũng mặc luôn. Thì anh cũng mong là với ngoại hình nè, với chất giọng mình đã có thì mình đào sâu và tìm tòi hơn, thì anh nghĩ rằng là em sẽ thành công hơn rất là nhiều. Xin cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Nói thật với các bạn như thế này, riêng bé gái Thanh Mộng đó, em vẫn bị đại chữ nhiều quá. Một cái gì đó mà nó lố hơn cái hay một tí, gọi là sến. Bây giờ thí dụ nhiêu đó là hay, chứ mình ráng mình bẻ, mình cong, mình uốn lượn, mình tô đậm nó thêm tí, gọi là sến. Bộ đồ sang trọng, như đó gọi là đẹp. Cái ráng gắn thêm cái hộp, cái bông, cái chuỗi, cái lông vô, cái bắt đầu ra sến. Sến nó là một cái trạng thái là nó quá so với cái chuẩn. Thì hiện nay mình đang bị cái vấn đề sến ở đây đó. Có nghĩa là cái nốt của em bé nó nhiều tới mức độ mà nghe nó bị sướt mướt quá. Cái thứ hai là em bớt đi cái độ bén của Minh Tuyết rồi. Phát âm ra âm thanh phải nằm ngoài này cho nó cắt da cắt thịt, nghe nó mới đã. Anh nghĩ là bài này do cái tông á, đúng không? Tông này nó có giống tông của chị không vậy? Hay là thấp hơn vậy? Thấp hơn một tí. Thấp hơn phải không? Đó. Hèn chi chị nghĩ là như vậy. Cục cái đấy. Tông bị thấp cho em gái. Bây giờ nói về ông Nam, thật sự ra giọng em không phải là một giọng hát dở. Em hiểu nói không? Em cũng là người hát tốt. Nhưng mà để hóa thân thành anh Bằng Kiều thì phải nghiên cứu thật kỹ nha em trai. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời giám khảo Minh Tuyết. Tuyết không góp ý nữa mà Tuyết xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Phải yêu thích giọng hát của Bằng Kiều và Minh Tuyết thì hai bạn mới bắt chước. Và đó là một cái niềm vinh hạnh của Minh Tuyết. Cảm ơn hai bạn đã cho Minh Tuyết những tiết mục gợi nhớ rất là nhiều kỷ niệm giữa Minh Tuyết với Bằng Kiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chia sẻ của ca sĩ Minh Tuyết. Và bây giờ hai em chờ đợi kết quả nha. Không biết giờ này ở một phương trời xa lạ, anh có còn nhớ đến em không? Anh có còn nhớ đến người con gái đã từng yêu anh một thời, yêu anh say đắm. Nhưng có lẽ số phận đã không cho phép chúng mình được ở bên cạnh nhau. Nhưng lúc nào em cũng mong anh và người anh yêu sẽ hạnh phúc trọn đời và vĩnh viễn. Duyên dáng. Đêm buồn nghe mưa ngoài hiên, mưa trên mến trên tình duyên, lòng dâng bao nỗi niềm. Nhớ anh tình ấy xa mù khơi, nhưng chiều xưa em nghẹn lời, tình sâu chơi vơi. Người biết không người ơi, nhưng lệ rơi tuôn nhạt nhòa muôn khắp lối. Yêu thương bên anh khung trời nào, bao trong xanh em tìm đâu ngày xưa úa màu. Hát lên lời ca trong màn đêm, hay tình xưa bao dịu êm, vờ môi nào rất mềm. Nhớ anh nhiều hơn bao ngày qua, khi tình ta muôn trùng xa, mịch mùng phong ba. Người biết không người ơi, nhưng lệ rơi con tim nghẹn ngào. Anh có biết xa nhau bao lâu, mà biết trong ngày sâu tình đậm sâu. Mà sống bên một người, em khóc cho em cuộc đời ơi. Yêu mặn nồng dù đã có lạnh lùng, dù em đã ngàn lần cố quên. Yêu một người mà phải bên một người, đau lắm cho em anh nào biết. Vương xa mịt mờ, người biết không bây giờ em sống cho qua những ngày vắng anh. Tìm ấm em,
dù đã cố lạnh lùng, dù em đã ngàn lần cố quên. Yêu một người mà phải bên một người, đau lắm cho em anh nào biết. Vương xa mịt mờ, người biết không bây giờ em sống cho qua những ngày vắng anh. Sao anh bỏ đi khi giấc mơ còn nghẹn ngào? Sao anh bỏ em tìm ấm êm? Hay quá Mộng ơi Mộng. Trời bữa nay giờ mới biết là chị Minh Tuyết chứ có một cái chiêu mà chị hát mà chứ cái chồng hở mới vậy qua mà chị không hát được. Tức là bình thường vẫn biết chị có cái động tác đó, nhưng mà bữa nay qua cái sự tô đậm của em đó, đúng, thì em mới hiểu rõ cái động tác đó nó như thế nào. Chị bộ ngồi vậy hát là hát cao hơn hả chị? Dù không, bình thường thà đứng hát hoặc là ngồi lên một cái ghế nào đó hát, còn chị cứ vậy. Bữa đó bị đau bụng trời ơi. Thành ơi Thành, đó thì bây giờ người ta tô hơi lố hơn chút, Thành vừa lòng không? Thí sinh nè, làm hài lòng Thành cái nào cũng tô đậm. Tôi không biết nha, tôi bình bất chấp à. Có duyên, có quyền. Với anh hồi nãy nó vẫn là trong chừng mực, nhưng mà nãy anh giá như em chỉ làm hai lần thì nó hay. Thì bởi vì ta muốn làm đậm hơn mà. Ba, sao mà sống rồi. Sao cho vừa lòng anh Trấn Thành. Bây giờ không. Đậm nhưng mà đừng có lặp lại. Đậm là khi mình làm cái gì đó nó phải rõ nét hơn cái bình thường một chút, để người ta nhận ra nó dễ dàng hơn. Ví dụ như nếu mà chị Minh Tuyết ở ngoài đời thì chị ngồi tới đây thôi, em có thể ngồi sâu hơn tí, em có thể chậm hổm hơn tí được. Tại vì làm như vậy người ta sẽ cảm thấy nó thú vị hơn. Đó là cái tính giải trí. Nhưng hãy để những cái chỗ nào mà cao nhất, nội tâm nhất, đậm nhất, em làm một hai cái ra người ta sẽ nhưng cười. Mà nhiều khi chị Tuyết chỗ nào chị cũng gằn ở trơn á Thành ơi. Em thi vô đâu ngang ngược à? Bình dịch thí sinh của ta. Bây giờ cái việc khó quá làm sao thí sinh ta thi? Đó là cái mà em phải chọn lọc. Mình tôi đề nghị chương trình 21 không được quyền lấy ban giám khảo ra làm. Thí sinh bắt chước à. Tôi mà tôi nói thiệt nha, tôi là thương nhất em là cái đoạn độc thoại lúc đầu bước ra độc thoại là tôi biết Minh Tuyết liền. Trong trái tim này tất cả trời mưa. Trời ơi tôi thích dễ sợ thích. Em rất giải trí. Thành mà bên này không đồng ý, không, không giống, không giống Tuyết. Tôi thấy giống. Nhưng mà bây giờ khen nhiều phải nói góp ý. Giọng bữa nay bị đục, có bị bệnh gì không? Dạ cũng đang có bệnh. Anh nghe hôm nay thấy giọng em có vấn đề. Những ngày trước em hát trong hơn, nhưng mà phong cách hôm nay là cưng lắm. Cảm ơn Trấn Thành. Phần trình diễn này của Thanh Mộng là anh rất là tâm đắc. Anh mong chờ phần trình diễn này nhất. Trong đêm nay có rất là nhiều những cái đoạn diễn của em đưa mic lên cao, sau đó ngắt mic nữa. Những cái nhún cũng rất là mang màu sắc giải trí. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Xin mời giám khảo Cẩm Ly. Thiệt hoang mang. Tiếc diễn bài này có khụy quá lố vậy không? Trả lời có xe qua hỏi chứ. Ủa bộ mày nhúng nhiều vậy hả? Bà tôi nói thiệt nha, chị chắc là Minh Tuyết mang guốc tốt lắm á. Bà mang mấy guốc giỡn đâu chịu lời bà. Bà khụy cỡ này mà nó gãy cái là nó té cỡ này rồi. Đúng không? Hồi nãy có quay qua hỏi. Cái đó là có nhưng mà nhiều quá với lại khụy quá sâu. Nhưng mà người ta vẫn không té mới hay. Thì biết nhưng dạ. Mà về phong cách á thì em có giống chị Tuyết nhiều hơn mọi lần. Hát cái bài này có ngâm cứu gì đó chị không biết, nhưng chị đang nhắc em một cái cẩn trọng nè. Khi em diễn em hát, nhiều khi em kéo cái mặt ở đây rồi cái micro nó nằm ở đây nè, thì em bị cái vấn đề đó rất là nhiều lần luôn. Nhưng mà hôm nay về hình thức bên ngoài, những cái diễn của em tương đối có chị Tuyết nhiều hơn những lần trước. Chúc mừng tiết mục của Mộng. Dạ, cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Rồi bây giờ trả lời giùm em đi chị Tuyết. Xin mời chính chủ. Em mời chị lên đây. Bữa nay người ta bận cái đầm dài, có nhúng có không nhúng được như cái đầm nếu vậy giờ này anh nhờ Khả Như có khích tôi. Khả Như sẽ tái hiện lại hình ảnh của chị. Thôi. Anh tin tưởng vào kỹ năng diễn xuất của em Như nha. Đừng có hại em được. Dạ cho em xin phần điệp khúc thôi ạ. Yêu một người mà sống bên một người, em khóc cho em cuộc đời ơi. Yêu mặn nồng dù đã có lạnh lùng, dù em đang em có quên. Đau lắm cho em anh nào biết. Cảm ơn Mộng, cảm ơn em, cảm ơn. Cảm ơn Mộng. Dạ, sao anh Thành? Minh Tuyết có làm gì đi chăng nữa cũng không lau nhà như
Tôi chưa từng thấy một MC nữ nào mà chà lớp như vậy. Đó là hình ảnh của chị Minh Tuyết qua phần thể hiện của Khả Như. Chị Minh Tuyết, chị đợi đi, em mà thuộc bài của chị là chị chết với em. Như tuần sau, tuần sau anh giao bài tập cho em luôn, tuần sau em là Tuyết, tuần sau em sẽ là Minh Tuyết. Yes. Anh nghĩ không cứu em gì hết. Bây giờ bạn Chánh giờ nghe bạn Chánh nói nè. Mời bạn Chánh. Đầu tiên là chị phải nói rằng là khi em bước ra em bận cái đầm chị hết hồn. Rất là khen cho bên chương trình cũng như là những stylist bắt tay. Dạ thật ra chị ơi, trợ lý của chị đã lén lén lấy cái đầm của chị đưa cho Mộng mặt đó. Chị còn tưởng, ủa chết cha, sao cái đầm mình nằm lọt về đây vậy trời. Không chừng mà trợ lý bà bán rồi đó, đó thiệt. Bởi vậy nghi ngờ quá, lát về lục lại cái tủ nhà mới được. Thiệt luôn á, giống thiệt. Cái hình tượng của em ngày hôm nay phải nói là giống nhất từ hồi đầu chương trình tới bây giờ. Điều thứ hai chị khen ở em là chị cứ nói với em là bớt ủy mị đi, thì hôm nay em có làm được điều đó. Nhưng còn cái phần hồn á và cái cách ngắt câu ngắt chữ thì em chưa có được hoàn hảo lắm. Còn về nói phần biểu diễn thì thật sự đối với chị là em có những cái động tác của chị và có sự nghiên cứu trong đó. Nhưng cái điều là em làm lố với anh Trấn Thành thì chị nghĩ là nếu một bài mà chị nhúng nhiều như em như vậy chắc chị không có hơi chị ạ. Chị nghĩ là nếu như mà nhúng mà không sâu được như chị Tuyết thì hãy nằm như Như, sẽ được cái sự yêu thương. Đó là cái giải hy sinh đúng không ạ chị? Không, nhưng mà nói này nghe, quyền lựa chọn là của em thôi. Anh vẫn không có muốn là thí sinh làm quá. Cái đó anh nói thiệt, anh cũng rất là dị ứng là thí sinh nào chị lấy một cái động tác. Chị Ly chỉ trợn mắt lên kìa Thành. Nó bất nhất giữa cái câu trước và cái câu sau. Nghe cho kỹ, nghe cho kỹ. Làm quá là có nghĩa là làm cho nó không có còn ra cái đó nữa. Nhưng anh vẫn đồng ý là làm đậm, đậm hơn tí. Từ đậm thì chính xác. Nhúng cho nó đã hơn tí. Khi ta nhìn thấy mình tiếc nè, coi nó đã ăn mắt. Anh vẫn giữ quan điểm đó. Chốt lại, ngày hôm nay chị thấy em tiến bộ hơn rất là nhiều so với những vòng trước. Lùng buốt ra nỗi cô đơn riêng mình ta, và mùa đông một trời trắng xóa cho tâm tư mong tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong trong bóng người quay về. Về đây anh tìm về quá khứ đã cho đôi ta mong mơ. Về đây anh, một trời như thơ sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc, chắc anh không nỡ lòng ra đi. Em yêu anh trong giấc mơ trong những cơn say, một trời ân ái, mình hãy sống buông lơi thời gian. Ta bên nhau quên hết đủ sâu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Về đây anh tìm về quá khứ đã cho đôi ta mong mơ. Về đây anh, một trời như thơ sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc, chắc anh không nỡ lòng ra đi. Em yêu anh trong giấc mơ, trời ân ái,
mừng thí sinh Thanh Mộng. Ủa, mình có gì vui dữ vậy? Vui lắm em. Dạ. Như anh đã nói, Thanh Mộng là coi như là yếu tố giải trí cực đỉnh. Yeah, cái nguồn giải trí của anh mà. Tôi khoái cái đoạn mà ra bên cầu Dịch Lùa đó, tung lùa, tung lùa. Trời, thích cái đoạn này dễ sợ. Có duyên, làm có duyên lắm. Giống Minh Tuyết lắm. Cưng. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh cũng rất là thích lúc mà em xuất hiện ở phía tầng trên sân khấu và đứng quay ngược lại đó. Rồi dancer đứng xung quanh là đúng chất là chị Ba Diva luôn. Đúng. Đứng rất là nữ hoàng và rất là đẹp, cái tà màu đỏ phía sau. Và nguyên một cái set bố trí rất là đẹp ha. Có một cái chuyển sân khấu thì nhóm múa che vào và để cho em xé cái tà để em quăng á. Thì anh ước giá như á, mình xé trực tiếp và khán giả thấy luôn. Đúng. Nhưng mà phải tập thật đẹp. Giống như một cái động tác mình vừa đi vũ đạo, tung là bước một cái thì cái tà vừa rớt ra luôn. Mà vẫn rất là đẹp, thì thấy em càng nữ quyền hơn và sexy giống với chị Minh Tuyết hơn. Chứ chị không có núp ở trong kia không, để mà không làm vậy đâu. Thực sự là cái bài đó là Tuyết có núp đằng sau vũ đoàn. Nhưng bởi vì người ta nói là cái tình tiết á, nó quan trọng lắm để mà mình build up. Có như là mình phát triển cái tình tiết đó lên. Đó, tình tiết nó lên. Là khi mà vũ đoàn mà khi em xé cái váy ra em dục rồi, khi mà vũ đoàn nó vừa xuất hiện một cái là em phải có một cái động tác để người ta cảm nhận rằng là mình bắt đầu mình vô một cái bài dance. Nhưng mà tại vì cái bài của chị lại nó vô dance ngay lúc đó liền, bài của em lại slow. Cho nên nếu mà cái bài của em ngay cái chỗ đó, ví dụ nhạc nó bị chậm đi, thì mình sẽ không làm giống như chị được. Thì em sẽ tháo nhẹ hơn, đó là em tháo nhẹ ra dục qua. Còn bây giờ nếu bài chị nhanh, khi em tháo ra, khi qua mà nhanh rồi á, thì khi nhạc nó vừa vô lại phải bang ra liền liền. Có nghĩa là em phải có cái động tác để mà người ta thấy là bắt đầu tôi đây bộ tôi đồ chuẩn mới bị đúng không? Tôi chuẩn bị tôi bước đây, ra bộ đồ mới. Và khi cái nhạc nó nhanh á thì cái bước đi của mình nó phải rất luôn. Là cứng cáp và chắc chắn, rất là chắc chắn, như là cái thần thái của mình nó phải có, thì cái beat của nó mới làm cho người ta cảm nhận rằng là em đang hát nhạc nhanh. Và với những tiết tấu nhảy như này, cô Minh Tuyết nhảy qua nhảy lại mà là cổ hay chơi cái mái tóc á. Chơi với mái tóc á, hất qua một cái như này là đúng nha. Đúng rồi, và cổ lướt qua lướt lại là mái tóc sẽ đổ và lát một chút xíu nữa là sẽ hất lại. Đó là chơi với mái tóc rất nhiều và lần mái tóc sau nó tung bay luôn. Cái này là đúng nè, lần sau em kêu stylist làm cái đầu em xù hơn nữa, bung hơn nữa. Tại vì Minh Tuyết, anh làm chung anh biết, 2 tiếng đồng hồ để ngồi hất cái đầu thôi. Khi bước ra sân khấu, hãy tìm hiểu với thần tượng của mình. Người ta mê cái gì, chú trọng như cái gì. Người ta mê mái tóc, phải làm mái tóc phồng lên. Không. Đau lòng hát, hớp. Chị Ba cào cào, cào cào. Có thầy có cái vụ sỏ vô cào cào. Thật sự. Nói vậy sexy. Em nó hoang mang. Không phải. Có nghĩa là khi mà em hát nhạc nhanh, cái tư thế của mình, nếu mà em muốn đứng chẳng hạn vậy á, thì em phải có một cái độ trụ. Và cái nhạc, cái nhịp em nó phải có trong người em. Đúng rồi. Còn ví dụ là cái hớt tóc, ví dụ là em hớt. Hoặc là ta đây đang trong giấc mơ này, những cơn say, những cái hất như vậy nè, là để làm gì, để mình làm khi mình không có những cái bước nhảy nhiều thì những cái động tác mình hất tóc, hất qua hất lại, hay là những tóc quỵ, hoặc là những cái tóc mình nhúng như vậy nè, là những cái là mình lấy nhịp, mình tạo cái cảm giác là nó sung. Khi mà mình không có những cái step bước nhảy nhiều thì đó là cái mà em cần phải có được. Tại vì khi mà em nhúng như nè, nó không có giống chị. Thứ nhất, nó không đúng cái nhịp mà nó dập như vậy. Cái dập, cái nhịp nó dập vậy thì mình phải có những cái bước nhảy nó giống như vậy. Cái người, cái hình thể của mình như vậy. Thấy Tuyết nghệ không? Lắc mộng khéo là nó rớt cái đầu ra luôn đấy. Giờ lắm tình chưa thấy đã vui vậy. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim như ngày xưa. Người còn đây đừng buồn thêm chi hỡi em. Giờ lắm câu mong chờ tình giờ lắm từng đêm tới ước bờ mình.
luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài, mình diễm nhau qua bao đường đời gian khó. Có anh và em rồi đâu sẽ qua, cho chúng ta thôi trong lành xa. Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai. Dù ngày nắng hay ngày mưa, vẫn yêu em như ngày xưa. Dòng đời trôi, ta vẫn yêu nhau mãi mà thôi. Dòng đời trôi, ta vẫn yêu nhau mãi mà. Cho mắt lệ hoen mờ, lời thiên tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, về tình khăng lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường giang dở, mình đã dèm neo qua chớp bể mưa nguồn. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một yên, vì mây khi mà chẳng đường được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhân chẳng có bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ chẳng biết. Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tình yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Mình diễu nhau qua bao đường đầy gian khó, có anh và em rồi đêm sẽ qua, cho chúng ta thôi trong lành xa. Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai. Đời có khi thăng trầm khi buồn phòng, nhiều lúc trời đang nắng
ngày nắng hay ngày mưa vẫn yêu em như ngày xưa. Dòng đời trôi ta vẫn yêu nhau mãi mà. Vừa rồi là một bản liên khúc với hai bài hát Yêu Mãi Ngàn Năm và Đừng Nói Xa Nhau. Thưa quý vị, lần đầu thấy Quang Lê nhảy trên sân khấu. Mà nào giờ hát có nhảy giờ chưa em? Dạ chưa bây giờ dạ. Anh Quang Lê cũng vậy đó. Anh Quang Lê mà anh thấy cái người hóa thân của anh mà nhảy như vậy chắc anh cũng sẽ cố gắng để mà nhảy như vậy luôn á. Thôi đừng. Sao vậy anh? Quang Lê cứ hát thôi chứ nhảy mệt lắm. Thôi cứ nhảy thì để tiếc lo. Đúng rồi, Quang Lê thiệt mà nhảy trời té một cái là không biết ai ra đỡ nữa. Tiến Huy, bạn chưa có thật sự là xuất sắc trong phần trình diễn này, nhưng mà Thành cũng ghi nhận sự cố gắng của bạn. Có vài chỗ bạn hát cũng rất là giống Quang Lê, nhưng mà nó không có được ổn định. Còn riêng với bạn Thanh Mộng, một sự bứt phá. Hôm nay bạn làm tôi phấn khích, tôi nhảy nhót điên cuồng, tôi quên cả chính mình, tôi vỗ tay phạt phạt. Có những đoạn bạn làm quá là cưng. Hôm nay giọng hát bạn khỏe, vang, sáng. Và đúng, bạn có luyện tập. Hôm nay bạn đã có những cái độ ngân giống chị Tuyết, mặc dù chưa hoàn chỉnh, nhưng cái điều đó tôi đang chờ đợi bạn ở những vòng như chung kết chẳng hạn. Một lời hứa hẹn tuyệt vời. Tôi mê cái đoạn mà báo bấu cái lỗ tai này nè. Cái đó là Minh Tuyết hay hát báo bấu lỗ tai, tôi không biết là do nghe headphone hay là nhiều khi ngứa gãi. Xin hỏi chủ nhân. Nghe đó, cái hộp xoàn nặng của nó triệu xuống. Có cái vụ báu báu này tôi chịu đó. Thật sự là cái vụ báu báu là có một lần Tuyết có nói về Tuấn Hưng đó. Là về Tuyết với Tuấn Hưng đều đeo cái headset ở đằng sau lưng, là cái máy để nghe cho nó rõ đó. Đôi lúc mình phải chỉnh sửa chút xíu nên hay báu báu. Cũng nhiều khi đôi lúc hộp xoàn nó cũng nặng nên cũng phải. Chết rồi, vậy chị Tuyết là khó đoán lắm không? Đôi khi những cái động tác như thế á, mấy em không có hiểu, giống như Tuấn Hưng cứ không hiểu, cứ là cái mầm mò vậy đây rồi. Vậy thực ra là mấy cái máy đó nó hại, mấy em tưởng là cái phong cách của mấy đứa đó thì tình. Nhưng mà nhờ vậy có cái người ta làm, đúng không? Nhưng mà có nghĩa là các em có sự nghiên cứu. Đó, yeah. đúng rồi. Không? Chị Tuyết, ví dụ như là bạn Mộng á, bạn hát cái bài mà Yêu Mãi Ngàn Năm là bài của chị rồi, cho nên bạn ấy là dễ thể hiện đúng cái giọng của chị. Nhưng mà khi qua hát cái bài mà Đừng Nói Xa Nhau của Quang Lê thì đúng là hơi khó thiệt. Không, dạ. Thực sự là mọi người không biết vì hai bài hát này chị và Quang Lê đều đã hát rồi. Dạ vậy thì bây giờ mời chị Tuyết hát thử một đoạn trong bài Đừng Nói Xa Nhau được dạ, không ạ? Dạ xin mời chị. Trời ơi. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha cho tâm cứ trên mộng. Yeah. Thật sự là nói thiệt là năm thuở 10 thì gặp Quang Lê mới hát bài này nên không có nhớ lời. Nhưng mà thế này, đối với chị á, thì chị lại thấy rằng là cái bài Đừng Nói Xa Nhau em hát á, lại có phần giống chị. Mà cái bài đầu tiên á, nhất là cái đoạn đầu vào á, chị đã nói em từ cái vòng đầu rồi. Có thể là chị sẽ khó hơn những người khác bởi vì chị biết như thế nào. Khi mà em hát bắt chước chị, đừng có quá ủy mị. Nó chỉ đôi lúc chị hay luyến ra những cái đuôi thôi. Nhưng mà nguyên cái câu nó không phải là quá ủy mị. Cho nên nếu em làm quá ủy mị, bản thân chị nghe chị thấy nó hơi khó chịu. Em hiểu không? Nên ví dụ như là em hát là sơn lắm khi yêu ai tìm dại khờ. Sơn lắm tình chữ thái đã vội bay.
chứ nó không phải là sợ lắm khi yêu ai. Nó em hơi bị ủy mị quá, nhưng mà em có những cái ngân và những cái âm sắc nó giống chị, cho nên em chỉ cần tiết chế cái chỗ đó thôi, phải không? Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Người còn đây đừng buồn thêm chi hỡi ai. Có là chị luyến cái đuôi nhẹ nhàng, em chỉ cần tiết chế cái đó thôi thì em sẽ giống chị rất là nhiều ha. Cho nên rất là mong em hiểu được những gì mà chị thực tập cho em hồi nãy giờ, để em có cơ hội vào vòng trong mà em làm tốt hơn và giống hơn. Bởi vì không có gì sung sướng bằng khi mình ngồi ở dưới đây mà lại có một người thần tượng mình đứng trên đó hát giống mình và diễn giống mình. Dạ, yeah. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết rất là nhiều ạ. Vâng ạ, à. Còn cho chị nói chút xíu về Quang Lên. Không biết em có tròn lên hơn tí xíu vòng trước không ạ? Em có ăn giò heo chiên giòn rồi giám khảo. Lúc mới thi về thì không được chọn, thì em có đi tập gym xong rồi được vé chọn của chương trình thì mừng quá em ăn lại vậy. Chị nhìn em giống Quang Lê dễ sợ, nhất là cái lúc mà em nhảy em te cái tay vậy nè. Cho nên là chị rất là khen về cái phong cách của em ngày hôm nay, rất là giống Quang Lê. Chúc mừng hai em. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Giám khảo Nội Tâm, sao ạ? Anh cảm thấy như thế nào ạ? Hai cái bài này, Yêu Mãi Ngàn Năm và Đừng Nói Xa Nhau, ban đầu vào thực sự là cái phần này là cái phần không gian của Thanh Mộng rất là nhiều. Những cái động tác hình thể về mặt biểu cảm của em có sự nghiên cứu và cũng có sự cố gắng. Tuy nhiên là trong cái đoạn đầu mà Yêu Mãi Ngàn Năm thì nó vẫn chưa thực sự ra như là anh mong đợi lắm. Vì anh quan sát của Minh Tuyết rất là nhiều qua những cái CD hoặc là những cái phần biểu diễn của cổ. Cổ sẽ rất quyến rũ một cách khác khỏi, chứ không ủy mị nha. Nó có độ da diết và nó rất là đã. Như cho chị mượn cái kẹp, chị kẹp cái lỗ mũi chị lại như. Sao vậy chị? Nó bị sao vậy chị? Chị nở quá em. Dạ. Thanh Mộng, anh mong là nếu như mình thả hồn hơn một chút xíu thì nó sẽ làm trọn vẹn hơn và da diết hơn. Anh làm việc với chị Minh Tuyết nhiều lần rồi, và trong chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca là chị huấn luyện cho các học trò của mình những cái tâm trạng từng câu, gọi là min từng chữ từng câu thì chị hầu như thức đến 12 giờ đêm ở lại sân khấu để chỉ có những cái đoạn diễn xuất rất nhỏ trong bài hát. Và anh cũng thức cùng với chị tại sân khấu, cho nên là thấy rất là vất vả. Thức cùng luôn hả? Nghe à, không, có nghĩa là mình ở lại sân khấu cùng nhau. Thành à, ở lại cùng nhau luôn hả? Với ekip, với học trò. Hết hồn. Bí dài. Mà cái vấn đề là ekip có hai người hả? Anh thấy MC Đại Nghĩa hôm nay đơm đạt rất nhiều. Dạ thôi em trở lên. Anh Nghĩa, đúng rồi, anh có thể vào trong nghỉ ngơi. Anh Nam kêu nghỉ rồi. Em lên đây đi đi em. Em khổ đừng quá. Có đứng dưới đó. Đứng ở đó người ta dễ so sánh mình với Minh Tuyết lắm nha. Còn về phần Quang Lê thì những cái diễn xuất của em hoặc là về cái hình thể này kia thì nó khiến anh liên tưởng tới Quang Lê. Tuy nhiên là về giọng hát thì anh chưa thấy là Quang Lê đang hiện diện ở bài hát này nhiều. Cho nên là anh mong đợi là nếu như em được vào vòng sau thì em sẽ thể hiện nhiều hơn nữa. Cuộc thần tiên sao cho nhau giây phút tiên yêu nồng nàn, sao cho nhau ánh mắt môi cười hân hoan, xua tan đi bao nỗi âu lo buồn phiền, hãy đắm mình trong vui cuộc thần tiên. Vui xem nào rồi cũng sẽ qua một thời, vui lên đi quên hết điều tư đầy vơi, gửi vào đời niềm thương bên trong nụ cười.
nâng bước đôi chân nhịp nhàng. Ta bên nhau hãy cất tiếng cười ca vang. Tay trong tay ngây ngất xoay theo điệu nhạc. Mình mang hòa trong vũ khúc thần tiên. Chân nhịp nhàng, ta bên nhau hai cất tiếng cười ca vang. Tay trong tay ngây ngất xoay theo điệu nhàng. Mình mang hòa trong vũ khúc thần tiên. Trao cho nhau giây phút tiên yêu nồng nàn. Trao cho nhau ánh mắt môi cười hân hoan. Xua tan đi bao nỗi âu lo muộn phiền. Hãy đắm mình trong vũ khúc thần tiên. Tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời. Vui lên đi quên hết yêu tư đầy vơi. Gửi vào đời niềm thương mến trong nụ cười. Hân hoan vui trong những bước chân tuyệt vời. Thần tiên, hãy đắm mình trong vũ khúc thần tiên. Và đây là Văn Phong. Wow, nhiệt quá em ơi, em đầu tư quá, y chang bản gốc. Ủa bản gốc Tuấn Hưng bận dạ vậy hả? Vâng, y chang bản gốc không khác cái gì. Bận lại đồ Tuấn Hưng mà tôi dòm giống tài Smile quá. Trời ơi, ông ra ông nhảy mà tôi thấy hài muốn chết. Nó cười muốn xỉu. Mà nó mắc cười lắm đó. Trời ơi, nó dễ thương lắm luôn á, thiệt á. Nhưng mà anh này, bài này ca không giống anh Hưng. Bài này em bị là em. À, chỉ có cái là cái tiết tấu em tốt nên mọi người hân hoan theo. Và có những đoạn em lên cao thì em đẩy hơi ra. Khi khẩu hình em to thì lúc những cái âm vang nó ra thì giống anh Hưng. Nhưng bắt đầu những cái chữ mà những cái nhấn nhá của anh Hưng mất hết trơn. Nó bị giống như vui quá đó, mình quên tập trung. Ví dụ như em hát là vui đêm nay. Em là vui đêm nay ta la pa pa la pa 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 la pa 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 pa, đúng không? Còn nếu anh Hưng nghe anh sẽ như là vui đêm nay, vui đêm, vui đêm, là hai cái nó đi liền. Rồi mấy nay vui đêm nay chứ anh không phải là vui đêm nay, không phải là ba chữ rời mà là vui đêm, ví dụ vậy. Và anh hay một chữ đầy, một chữ vuốt vô. Em làm mọi thứ nó đều đặn quá đó, nên không có những cái điểm nhấn nào ngoài cái chuyện lâu lâu mình cái đó thì gọi là có chiêu đừng tí, nó cho người ta giật mình hết hồn, nghe cho nó vui. Nhưng những cái điểm nhấn để mà người ta wow về Tuấn Hưng thì lại chưa có. Vâng, xin cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Trấn Thành. Xin mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Điều ngày hôm nay mà chị thấy được ở em là ở trong em có cái bước nhảy. Có những người á, họ có cái nhịp ở trong người, họ có khiếu để nhảy, thì chị thấy em có cái điều đó ở trong em. Và hôm nay chị cũng thấy em có phần gọi là tự tin nhiều, và thoải mái cười nhiều hơn ở trong cái phần trình diễn. Nhưng mà đúng là nếu như mà em có chút xíu phá cách ở trong cái bài em hát thì nó sẽ đỡ bị hơi gọi là boring đó. Nhưng mà nó đều đặn quá, người ta nó bị đều chán. Đặn quá. Chắc tại anh sống nội tâm cho nên anh có phần dễ dãi hơn. Thật sự là anh rất là feel theo cái phần trình diễn vừa rồi của em.
Và vì đêm nay là đêm dạ vũ, ý đồ của chương trình là lồng vào những cái điệu nhảy, những cái chất nhạc nó hơi nhộn nhàng một chút xíu để cho có thể khuấy động hơn. Nó một là nhộn nhịp hay là rộn ràng, chứ có nhộn nhàng là cái từ nào vậy anh? Không, từ nhộn nhàng này có và cũng đã có nhiều người xài rồi. Nhộn là nhộn nhịp mà nhàng là nhàng. Nó kết hợp giữa nhịp nhàng á và nhộn nhịp á. Đó. Ba nhộn. Đó, nói chung là em rất là nhộn nhàng nha. Đừng thích hay không? Hiếp anh Nam. Một tràng pháo tay dành cho sự nhộn nhàng. Cái đó gọi là cách phối kết hợp trong ngôn ngữ. Ngồi em đàn rồi sau đó em quăng nón, sau đó em quăng mắt kiến, và từ đầu đến giờ thì hình như là anh chưa được xem, mọi người cũng chưa được thấy những cái bước nhảy của em đúng không? Chủ yếu là thấy em hát những cái bản rất là lịch lãm của Tuấn Hưng, hoặc là cao trào giằng xé gì đó. Thực sự là anh rất là bất ngờ khi mà em cùng phối hợp với Vũ Đoàn và có những cái bước nhảy rất là dễ thương, có những cái thái độ của em trong cái phần trình diễn á, tức là nó rất là khớp với những cái câu nhạc và xem nó rất là vừa vặn luôn, anh rất là thích. Nhóm nhảy xung quanh mặc đồ cây lá dừa chim cò rất là nhiều màu sắc, nhưng mà anh vẫn không để ý, cứ để ý những cái bước nhảy của em, rất là không khí của một cái buổi vũ hội, một cái đêm thần tiên như vậy đó, và anh rất là thích, thật sự là như vậy. Ngồi nhìn chiếc lá rung rơi theo cội nguồn, lá rơi lá rơi. Rồi khi anh đến dịu em trong cuộc đời. Trời ơi, đời ơi, tình em còn đây.
sợ ai đời ai. Quý vị ơi, nóng chưa? Nóng chưa quý vị? Không cần tới những ngọn lửa ở đây phun lên nha. Chỉ cần hai con người này thôi. Phương Thanh. Phương Thanh. Và Văn Phong. Văn Phong. Văn Phong. Trời ơi, ôm chuyện cái chị. Không có tưởng tượng được. Chị vẫn còn ngùng ngục, hừng hực. Làm tất cả mọi người đây rạo rực hưng phấn. Hơn 10 năm rồi Phong chị? Trống vắng này nè. 20 năm. 20 năm rồi trống vắng vẫn như ngày đầu. Chị Thanh ơi, chị biết không, chị hát á mà em cảm thấy anh Nghĩa cái đầu anh muốn đập xuống đất luôn á. Giật theo chị. Giật theo đó chị. Trời ơi, trước khi chị ra sân khấu, trước khi bé Vân Phong ra sân khấu thì cái sân khấu này nó trống vắng thiệt. Nhưng mà khi Vân Phong ra xong tới chị nữa là không còn một chỗ trống luôn chị nha. Phải công nhận là Phong có một cái nội lực hát với Phương Thanh cũng xem đúng không quý vị? Đang là phải dành cho Phong trước một tràng pháo tay. Nội lực tốt, hát tốt và thoải mái, tinh thần tình cảm trong bài hát rất là tốt. Một lần nữa cảm ơn Phong. Chúc Phong có một buổi thi tốt trong ngày hôm nay. Và chúng ta đồng nghiệp khen nhau là chuyện bình thường. Mà hay quá, không khen không được. Thì khen thì nhận thôi. Đồng nghiệp mà khen nhau đó là cái tình cảm dành riêng với nhau. Nhưng hôm nay Trấn Thành là khán giả của Phương Thanh. Ok. Đây mới là tiết mục của đêm chung kết. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn ban tổ chức và các bạn đồng nghiệp thế hệ vàng. Chúng ta gọi là thế hệ vàng hôm nay. Không những là đêm chung kết của ngày hôm nay mà là những khuôn mặt rất trẻ còn rất tin. Rất tin. Sẽ gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay và sẽ hỗ trợ cho các thí sinh rất là nhiều. Và phải nói là người lớn tuổi nhất trong chương trình đêm hôm nay phải là em Sư Khả Như. Dạ. Em ơi, sao vậy em? Như là em lớn tuổi nhất. Em cũng không hiểu sao mà lúc nãy trong vòng hóa trang chị Phương Thanh cũng đã dập em một lần rồi. Là tại vì nãy mọi người nói mấy bà già lại đây, cái chị Chánh nói ở đây ai già? Một mình Khả Như là già nhất. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Có một tiết mục mở đầu mà xôm như vậy thì chắc chắn thí sinh sẽ được tiếp lửa. Chúc các bạn thi thành công. Dạ, một lần nữa một tràng pháo tay dành cho nữ ca sĩ Phương Thanh. Cảm ơn chị. Bình tĩnh thi đấu. Ôi chất quá chị ơi. Giám khảo Trấn Thành. Dạ vâng. Hồi nãy em thấy anh cháy hết mình với ca khúc này. Anh cảm thấy như thế nào về tiết mục à? Nếu mà nói mà em mà nói về may mắn để hát với chị Chanh thì anh cho rằng đây không phải là may mắn của em. Đây thật sự là một thử thách với em. Không bao giờ là may mắn cả. Phương Thanh đối với anh là một động từ bất quy tắc, rất là khó kiểm soát một cái nhân vật như vậy. Và cô ấy là một legend, cô ấy bước ra là năng lượng, là máu lửa. Và cô ấy hoàn toàn không làm những điều mà nó đi theo một cái lề lối nhất định. Vì vậy, những người hát chung, một là phải cháy và điền giống như là cái cách mà như là Phương Thanh thể hiện. Hai là phải biết cách làm bè, làm lót. Như ngày hôm nay, em chọn cách một. Em đủ điền, em đủ máu, em đủ sức gây thu hút, em là một partner tốt, em làm được tất cả. Chúc mừng em. Quá trời lời khen. Thế còn giám khảo Cẩm Ly, chị cảm thấy như thế nào ạ? Một cái không khí của mở màn rất 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 là máu lửa. Lần trước thì Phong con hát chung với Yến Lê là cô đã nói là mình bị cái máu của cô Yến Lê cô lướt một tí xíu. Thì hôm nay con hát với cô Chanh là đáng lẽ là phải có áp lực nhiều hơn nữa. Nhưng cái sự hòa quyện của hai người rất là tốt và rất là hay. Cảm ơn ca sĩ Cẩm Ly. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh có đọc một cái lời chia sẻ của chị Phương Thanh lúc mà chị hát cái bài này. Thì chị nói rằng là lúc mà Thanh hát bài này thì dường như Thanh cảm nhận cái sự trống vắng và cô đơn đến kiệt cùng. Và chính cái nỗi đau khổ đó nó đã làm cho Thanh hát hay hơn. Anh thấy là với cái sự từng trải của chị Phương Thanh hát được bài này hay đã đành. Nhưng mà đối với lứa tuổi 19 tuổi của Văn Phong á, mà để em đầy trải nghiệm và đầy chững chạc trên sân khấu với một cái tiết mục như thế này thì anh nghĩ là khán giả nên dành cho em thêm một tràng pháo tay nữa. Và thực sự là anh rất là thích những cái động tác, những cái bước chân của em. Em có sự quan sát và có mình đặt để mình vào cái vị trí của thần tượng. Có một cái chi tiết anh rất thích mà nó rất là tình cảm, đó là lúc chị Thanh tương tác bắn tay qua em và đá mắt một cái
thì em ngay lập tức em nhận chụp lấy cái ánh mắt đó và em đá mắt lại, thấy nó rất là dễ thương và có cái sự tương tác. Chị Thanh đã cho em cái cơ hội để đặt để đứng ngang hàng trên một sân khấu và chị đã làm một cái chỗ tựa để cho em đứng lên đó. Thì đó là một cái niềm may mắn và một cái động lực rất lớn. Chúc mừng em với tiết mục mở màn. Thấy đạo diễn hay ghê không? Đá mắt một cái thôi đạo diễn cũng phát hiện nữa đó. Trùm để ý mà anh, tiết mục nào cũng sẽ có những cái nắm tay, đá mắt, vuốt tóc. Chắc tài ảnh sống nội tâm. Lúc nãy là Phương Thanh nói em là già nhất trong cuộc thi này rồi đó. Em đừng để cho nghiệp tụ vành môi em nữa nha. Trời ơi, một đạo diễn nội tâm cho hay. Tội nghiệp em đó. Thấy cái cuộc mà tranh luận của các anh chị cũng run cũng sợ, không biết số phận mình đi về đâu phải không em. Đi vô phòng hóa trang để cưng thay đồ, dặm mặt dặm mũi đi kia, chuẩn bị cho phần thi cá nhân em nhé. Một lần nữa xin chúc mừng Hồ Văn Phong. Tiếp theo sẽ là một cái ca khúc nó... Cái gì vậy? Dạ lấy hình. Những cái trải nghiệm, những cái cảm xúc nó rất là sâu lắng. Người thể hiện ca khúc này sẽ là thí sinh đã tái hiện lại hình ảnh của nữ ca sĩ Khánh Ly, thí sinh Ánh Nguyệt. Sợ lắm khi yêu ai tìm sao khờ, sợ lắm tình chưa thấy đã vội vậy. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim như ngày xưa. Người còn đây đừng buồn thêm chi hỡi em. Sợ lắm câu mong chờ tình giờ lắm từng đêm tới ước bờ mi. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Sạch vai trên con đường dài, mình riêng nhau qua bao đường đời gian khó. Có anh và em, rồi đâu sẽ qua, cho chúng ta thôi trong lành xa. Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai. Tâm tư trọn mộng trọn mơ, về tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chưa. Mình đã đi chung trên con đường dáng dở, mình đã xem neo qua chớp bể mưa nguồn. Màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một yên, vì mấy khi yêu mà chẳng đường được người yêu. Hãy
không bao giờ ly biệt. Chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu. Với một tiếng tình yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu. Với một tiếng tình yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Mình yêu nhau qua bao đường đầy gian khó. Có anh và em rồi đêm sẽ qua. Cho chúng ta thôi trong lành xa. Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai. Đời có khi thăng trầm khi buồn phòng. Dù ngày nắng hay ngày mưa, vẫn yêu em như ngày xưa. Dòng đời trôi, ta vẫn yêu nhau mãi. Mà rồi là một bản liên khúc với hai bài hát Yêu Mãi Ngàn Năm và Đừng Nói Xa Nhau. Thưa quý vị, lần đầu thấy Quang Lê nhảy trên sân khấu. Mà nào giờ hát có nhảy giờ chưa em? Dạ chưa bây giờ dạ. Anh Quang Lê cũng vậy đó. Anh Quang Lê mà anh thấy cái người hóa thân của anh mà nhảy như vậy chắc anh cũng sẽ cố gắng để mà nhảy như vậy luôn á. Thôi đừng. Sao vậy anh? Quang Lê cứ hát thôi chứ nhảy mệt lắm. Thôi cứ nhảy thì để tiếc lo. Đúng rồi, Quang Lê thiệt mà nhảy trời té một cái là không biết ai ra đỡ nữa. Tiến Huy, bạn chưa có thật sự là xuất sắc trong phần trình diễn này. Nhưng mà Thành cũng ghi nhận sự cố gắng của bạn. Có vài chỗ bạn hát cũng rất là giống Quang Lê. Nhưng mà nó không có được ổn định. Còn riêng với bạn Thanh Mồng, một sự bứt phá. Hôm nay bạn làm tôi phấn khích, nhảy nhót điên cuồng. Tôi quên cả chính mình, tôi vỗ tay phạt phạt. Có những đoạn bạn làm quá là cưng. Hôm nay giọng hát bạn khỏe, vang, sáng. Và đúng, bạn có luyện tập. Hôm nay bạn đã có những cái độ ngân giống chị Tuyết mặc dù chưa hoàn chỉnh. Nhưng cái điều đó tôi đang chờ đợi bạn ở những vòng như chung kết chẳng hạn. Một lời hứa hẹn tuyệt vời. Tôi mê cái đoạn mà bấu bấu cái lỗ tai này nè. Cái đó là Minh Tuyết hay hát bấu bấu lỗ tai, tôi không biết là do nghe headphone hay là nhiều khi ngứa gãi. Xin hỏi chủ nhân. Nghe đó, cái hộp xoàn nặng mà nó triệu xuống. Có cái vụ bấu bấu này tôi chịu đó. Thật sự là cái vụ bấu bấu là có một lần Tuyết có nói về Tuấn Hưng đó. Là về Tuyết với Tuấn Hưng đều đeo cái headset ở đằng sau lưng. Là cái máy để nghe cho nó rõ đó. Đôi lúc mình phải chỉnh sửa chút xíu nên hay bấu bấu. Cũng nhiều khi đôi lúc hộp xoàn nó cũng nặng nên cũng phải... Chết rồi, vậy chị Tuyết là khó đoán lắm không? Đôi khi những cái động tác như thế á, mấy em không có hiểu, giống như Tuấn Hưng cũng không hiểu cái là cái mầm mò gì đây rồi. Vậy là thực ra là mấy cái máy đó nó hại. Mấy em tưởng là cái phong cách của mấy đứa đó thiệt tình. Nhưng mà nhờ vậy có cái người ta làm đúng không? Nhưng mà có nghĩa là các em có sự nghiên cứu. Đó, đúng rồi. Không? Chị Tuyết, ví dụ như là bạn Mộng á, bạn hát cái bài mà Yêu Mãi Ngàn Năm là bài của chị rồi. Cho nên bạn ấy là dễ thể hiện đúng cái giọng của chị. Nhưng mà khi qua hát cái bài mà Đừng Nói Xa Nhau của Quang Lê thì đúng là hơi khó thiệt. Không, dạ. Thực sự là mọi người không biết vì hai bài hát này chị và đều Quang Lê đều đã hát rồi. Dạ vậy thì bây giờ mời chị Tuyết hát thử một đoạn trong bài Đừng Nói Xa Nhau được dạ, không ạ? Dạ xin mời chị. Trời ơi. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ.
Dạ. Thật sự là nói thiệt là năm thuở 10 thì gặp Quang Lê mới hát bài này nên không có nhớ lời. Nhưng mà thế này, đối với chị á, thì chị lại thấy rằng là cái bài Đừng Nói Xa Nhau em hát á, lại có phần giống chị. Mà cái bài đầu tiên á, nhất là cái đoạn đầu vào á, chị đã nói em từ cái vòng đầu rồi. Có thể là chị sẽ khó hơn những người khác bởi vì chị biết như thế nào. Khi mà em hát bắt chước chị, đừng có quá ủy mị. Nó chỉ đôi lúc chị hay luyến ra những cái đuôi thôi. Nhưng mà nguyên cái câu nó không phải là quá ủy mị. Cho nên nếu em làm quá ủy mị, bản thân chị nghe chị thấy nó hơi khó chịu. Em hiểu không? Nên ví dụ như là em hát là sơn lắm khi yêu ai tìm dại khờ, sơn lắm tình chưa thấy đã vội bay. Chứ nó không phải là sợ lắm khi yêu ai. Nó, em hơi bị ủy mị quá. Nhưng mà em có những cái ngân và những cái âm sắc nó giống chị. Cho nên em chỉ cần tiết chế cái chỗ đó thôi, đúng không? Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Người còn đây đừng buồn thêm chi hỡi ai. Có là chị luyến cái đuôi nhẹ nhàng, em chỉ cần tiết chế cái đó thôi thì em sẽ giống chị rất là nhiều ha. Cho nên rất là mong em hiểu được những gì mà chị thực tập cho em hồi nãy giờ để em có cơ hội vào vòng trong mà em làm tốt hơn và giống hơn. Bởi vì không có gì sung sướng bằng khi mình ngồi ở dưới đây mà lại có một người thần tượng mình đứng trên đó hát giống mình và diễn giống mình. Dạ. Yeah. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết rất là nhiều ạ. À. Vâng ạ. À. Còn cho chị nói chút xíu về Quang Lê. Không biết em có tròn lên hơn tí xíu vòng trước không ạ? Em có ăn giò heo chiên giòn rồi giám khảo. Lúc mới thi về thì không được chọn thì em có đi tập gym xong rồi được vé chọn của chương trình thì mừng quá em ăn lại vậy. Chị nhìn em giống Quang Lê dễ sợ. Nhất là cái lúc mà em nhảy em te cái tay vậy nè. Cho nên là chị rất là khen về cái phong cách của em ngày hôm nay. Rất là giống Quang Lê. Chúc mừng hai em. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Giám khảo Nội Tâm, sao ạ? Anh cảm thấy như thế nào ạ? Hai cái bài này, Yêu Mãi Ngàn Năm và Đừng Nói Xa Nhau, ban đầu vào thực sự là cái phần này là cái phần không gian của Thanh Mộng rất là nhiều. Những cái động tác hình thể về mặt biểu cảm của em có sự nghiên cứu và cũng có sự cố gắng. Tuy nhiên là trong cái đoạn đầu mà Yêu Mãi Ngàn Năm thì nó vẫn chưa thực sự ra như là anh mong đợi lắm. Vì anh quan sát của Minh Tuyết rất là nhiều qua những cái CD hoặc là những cái phần biểu diễn của cổ. Cổ sẽ rất quyến rũ một cách khác khỏi, chứ không ủy mị nha. Nó có độ da diết và nó rất là đã. Như cho chị mượn cái kẹp, chị kẹp cái lỗ mũi chị lại như... Sao vậy chị? Nó bị sao vậy chị? Chị nở quá em. Dạ. Thanh Mộng, anh mong là nếu như mình thả hồn hơn một chút xíu thì nó sẽ làm trọn vẹn hơn và da diết hơn. Anh làm việc với chị Minh Tuyết nhiều lần rồi. Và trong chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca là chị huấn luyện cho các học trò của mình những cái tâm trạng từng câu, gọi là min từng chữ, từng câu thì chị hầu như thức đến 12 giờ đêm ở lại sân khấu để chỉ có những cái đoạn diễn xuất rất nhỏ trong bài hát. Và anh cũng thức cùng với chị tại sân khấu cho nên là thấy rất là vất vả. À sao thức cùng luôn hả? Nghe à vậy? Không, có nghĩa là mình ở lại sân khấu cùng nhau. Thành à, ở lại cùng nhau luôn hả? Với ekip, với học trò. Hết hồn đúng. Bí dài. Mà cái vấn đề là ekip có hai người hả? Anh thấy MC Đại Nghĩa hôm nay đơm đặc rất nhiều. Dạ thôi em trở lên. Anh Nghĩa, đúng rồi, anh có thể vào trong nghỉ ngơi. Anh Nam kêu Nghĩa. Rồi, em lên đây đi đi em. Em khổ đừng quá. Có đứng dưới đó. Đứng ở đó người ta dễ so sánh mình với Minh Tuyết lắm nha. Còn về phần Quang Lê thì những cái diễn xuất của em hoặc là về cái hình thể này kia thì nó khiến anh liên tưởng tới Quang Lê. Tuy nhiên là về giọng hát thì anh chưa thấy là Quang Lê đang hiện diện ở bài hát này nhiều. Cho nên là anh mong đợi là nếu như em được vào vòng sau thì em sẽ thể hiện nhiều hơn nữa. Chạm nhẹ vào cơn mưa,
chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ. Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những lời bài hát, tin rằng nếu khóc trong mơ sẽ bớt đau hơn. Anh yêu cô gái năm ấy, tin vào những điều phiên phong, rằng tay vào tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời. Thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ, để lại những cơn đau phù phơ chẳng còn bất ngờ. Một mai hôm kia em có thấy giữa lòng ngực mình áo khi nhớ ai, thì đừng vội khóc hay xiết tay anh nơi em bình yên. Một chút thôi, mai xa rồi. Giây phút nhớ em từ giờ hãy sao xóa đi bao vết thương sâu trong lòng anh. Hay quá. Anh ngóng trông mãi môi hôn vụn dài, anh khát khao mãi đôi tay ngày nào là di vãng quá khứ mà thôi nên anh phải quên. Cơn sóng này đã trôi xa thật rồi, theo gió mây đến nơi phương trời nào, chỉ còn anh và em với bao yêu thương nhạt nhòa. Khi giấc mơ ấy chia đôi ngả đường, hay tiếng yêu ấy có riêng mình ta, là gì vãng quá khứ mà thôi nên anh phải quên. Vì ai đã bước đi mãi không về, vì ai nỡ quên bao câu ước thề, đâu khác chỉ người muốn xa đi trong tiếc thương. Ngày trôi qua sẽ vui lắm hy vọng, chẳng còn sâu yêu cho ai mơ mộng, xóa hết nỗi buồn gạt đi giọt nước mắt. Baby, I want to go. Baby, baby, I don't need to know. No tears to cry, call it again. Hey, yeah, yeah. Baby, baby, I want to go. Baby, baby, I don't need to know. No tears to cry, call it again. Hey, yeah. Vì ai đã bước đi mãi không về, vì ai nỡ quên bao câu ước thề, cho các chị người buồn xa đi trong tiếc thương. Ngày trôi qua sẽ vui lắm hy vọng, chẳng còn sâu yêu cho ai mơ mộng, xóa hết nỗi buồn gạt đi giọt nước mắt. Sáng kia em có thấy giữa lòng ngực mình ao khi nhớ ai, thì đừng vội khóc hay xiết tay anh nơi em bình yên. Đừng hôn nếu môi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao. Đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể phủ về. Đừng tin nếu trước ấy anh ta nói rằng mình không xứng đáng với. Em bình yên. Chạm khẽ tim anh một chút thôi, mai xa rồi. Xin cảm ơn Vũ Công Kim Anh và Vũ Đoàn Ô đã hỗ trợ cho Hoàng Lâm trong tiết mục này. Cái phần mở màn này không biết rằng với các vị giám khảo có cảm giác ấn tượng hay không, mà thấy bây giờ Trấn Thành ngồi thẫn thờ hết rồi.
Xin mời Trấn Thành. Ngạc nhiên chưa? Rất ngạc nhiên. Tôi có xúc động đấy nhá. Bây giờ chúng ta tách ra hai phần, phần diễn với phần âm thanh ha. Nếu mà nói về giọng hát, chất lượng âm thanh, cao độ, trường độ, về cái độ giống, thì hôm nay giọng hát của bạn là một bước tiến rất lớn, gần như hoàn hảo. Có nghĩa là bạn hát bằng cái sự suy nghĩ là mình là nu để mình đẩy chữ ra, chứ không phải là mình đang bắt chước. Bạn bắt đầu biết dùng hơi để tống ra, biết phát âm những cái mà yêu thương ngọt ngào, bắt đầu biết buông nhẹ. Và đặc biệt là tôi đề cao những cái nốt giọng giả thanh lên rất là đầy đặn. Nó thiệt là xuất sắc lắm. Âm thanh của bạn phát ra rất đẹp hôm nay. Tôi nghĩ là bạn sẽ còn tiến xa lắm, tại vì bạn hát live quá tốt, mà đẹp trai nữa. Bây giờ về phần diễn, vì hôm nay bạn lỡ tập trung vào giọng hát quá nhiều nên cái mặt diễn á nó bị tập trung quá. Mình phải giãn cơ mặt mình ra một tí. Nu Phước Thịnh là phải có những cái cười nửa môi, kiểu mà nhấc miệng lên tí, nhìn khán giả hất hất cái đầu, cái e của người ta vậy. Tại vì nu là dạng nam thần mà, hút người ta bằng những cái ánh nhìn đó. Thì bạn thiếu mấy cái đó mà cũng khổ, vừa nhảy vừa hát cũng mệt chứ. Thành thử ra thôi, hôm nay hay quá, xí xóa cho phần đó. Đối với tôi, hôm nay bạn rất tuyệt vời. Xin cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Thế còn anh Hoàng Nhật Nam, trong cái bài này kết hợp hai cái bài á, một cái tông rất là sâu ở cái bài đầu, rồi sau đó lại cũng sôi động phô diễn những cái về vũ đạo, tương tác về sân khấu với khán giả của Nu, và sau đó lại trở lại cuối để mà kết lại rất là êm, giống như một cái mạch trọn vẹn đó. Ban đầu vào thì anh rất là thích cái đoạn em hát tự sự, sau đó em trình diễn và mình nhảy, mặc dù em vũ đạo rất là đẹp và rất là chắc, nhưng mà những cái động tác tay hay là những cái hắc mặt hầu như anh không thấy ở em. Nhưng mà còn cái phần sâu á, cái diễn nội tâm thì anh nhận thấy là em cũng có những cái nét tương đồng. Cái phần trình diễn vừa rồi nó cũng rất là nhiều cảm xúc đối với anh. Yeah. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Không, nhưng mà thật sự thì hôm nay em ngồi em nghe em thấy là đúng là bạn tiến bộ rất nhiều luôn. Đó. Hát rất giống luôn. Có đúng không vậy chị Minh Tuyết? Thật sự chương trình này khó hơn chương trình em đi thi bình thường. Mình lại phải làm một người khác mà phải làm thật giống. Chị rất là khen tất cả các thí sinh trong chương trình Ca Sĩ Thần Tượng. Cho một tràng pháo tay cho tất cả thí sinh. Điều thứ hai chị khen ở em là như thế này. Em nhảy vũ đạo nhưng cái nốt em không bị chênh phô. Điều thứ ba nữa là cái cách em lấy hơi, cái khẩu hình của em đạt tiêu chuẩn để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Bây giờ nói đến phần là Ca Sĩ Thần Tượng, mình giống thần tượng nha. Chị cảm thấy rằng là em có cái sự hoang mang trong cái biểu diễn của mình, từ trên nét mặt cho tới phong cách của em, từng bước đi của em. Thì chị vừa coi Nu Phước Thịnh xong tức thì trong lúc make up, thì chị nghiệm ra được một cái điều này, thì có thể là sẽ giúp cho em nè. Nu đứng trên sân khấu rất là tự tin về cái đẹp của mình. Nếu mà em càng cố làm cho mình đẹp thì em sẽ không giống Nu. Em thả lỏng một chút xíu, và Nu lúc nào đứng một chân khuỵ và một chân thẳng, và cái người của Nu sẽ nghiêng ra một bên. Đây nè, cái kiểu này vậy nè, đó, nó thi phạm cái, liền. Cái tóc Nu đứng á, đúng rồi, Nu đứng ví dụ là khi mà Nu làm á, cái chân của Nu khuỵ ra là lúc nào mặt Nu cũng vậy nè. Dạ. Yeah. Nu rất là kiểu vậy là hết cái cầm lại là... xíu. Có nghĩa là có là cái sự thoải mái của Nu á, phải tin mình đẹp. Phải tin mình đẹp. Mà Tuyết ơi, thật ra bạn này bạn đẹp mà đúng không? Thật đẹp ra, mà, đẹp trai. Mà. Chừng em nào mà cái mặt em danh nghĩa mà em cố tình họ tin mình đẹp gì nhiều khi anh ơi. Cái chỗ này thường là chương trình hay sử dụng cái hiệu ứng hoặc là dao đâm, rồi hoặc là bị đóng băng, rồi hoặc là sét đánh thì kia đó. Như lúc nãy chị Minh Tuyết có nói là hãy tự tin vào cái nhan sắc của mình, mà sao mỗi lần em tự tin vào nhan sắc thì em bị anh Trấn Thành đánh dập là sao nghĩa? Điều khi cái đó người ta gọi là ganh tị đó em. Đúng rồi, tại mình đẹp quá mà. Mình có thể tiếp tục bình luận được không giám khảo? Hỏi nốt đi nào, hỏi về fan, cái fan nữ của Nu. Người chị thân thiết, dành tình cảm cho Nu rất là nhiều. Có một điều công tâm là em đã có sự thay đổi, tiến bộ. Em bắt đầu đã sử dụng âm bậc của Nu. Hôm nay em chỉ bị về cái thần thái. Và một cái nữa, em không tương tác với bạn nữ. Còn một cái chi tiết nhỏ này, chị nghĩ là nó không có liên quan lắm, nhưng nó không làm cho mình được đẹp. Đó là cái tư thế ngồi của em. Cũng cái tư thế chống tay, nhưng em làm người ta cảm thấy nó bị gượng. Em đang gồng.
Cái chỗ đó theo anh là em cứ nằm sủi dài rồi cho anh. Để cho em hiểu rõ đơn giản là ví dụ như người ta, nếu mà người ta thoải mái tay người là ta nó sẽ khác tư thế này. Tay trời ơi. Không, không, không. Con nghĩa của em nè. Đó. Anh... Rồi vô nghĩa ơi. Cho em ngưng nha, cho em ngưng nha, cho em ngưng địa bản nha. Trời ơi. Trời... trời ơi. Trời. Dị ứng thức ăn. Trời ơi, thấy thịt mỡ rồi nó tràn ra muốn xỉu. Mỡ đâu, cái gì gọi là mỡ? Thí dụ ngồi thoải mái người ta sẽ ngồi okay. Vậy. Còn ổng bị vậy nè. Em bị tay ổng quắp vô vậy nè. Cũng thì em chống cái tay nhưng em nằm em ngồi mà em chống vô như vậy thì làm chống sao ngược em bị lại gồng. Vô nè. Nó phải đi ra như vậy thì nó phải đi ra nó thoải mái của tay quắp thoải mái em liền. Thôi bây giờ nó nghe nè, miễn sao nó đẹp thôi, như xuống đây ngồi tôi. Trời ơi cái gì vậy? Em nói nghe nè, đây không phải Vũng Tàu mà phơi nắng vậy nha trời. Đẹp nhỏ nó vừa mới ra, nó ngồi nó tạo dáng, nó chưa hát tiếng nào thôi tôi nghe rõ ràng với khán giả kêu trời đẹp trai quá. Đúng rồi. Vậy được rồi. Không, cái này chỉ nói giờ, thật, nói cho em thôi. Góp ý thiệt. Nên bây giờ tôi túm lại đơn giản thôi. Mình đạt đến đỉnh cao cao nhất là khi mình tập trung như không tập trung. Diễn như không diễn phải không? Yes. Nói là nói để bạn tiến bộ thôi, chứ bản thân phần trình diễn vừa rồi là hay. Cảm ơn Trấn Thành. Công tâm như vậy à. Đại gia đình ơi, hôm nay đại gia đình có khỏe không? Đại gia đình có vui không? À chính vì hôm nay đại gia đình rất là vui, à, Ngọc Sơn xin gửi đến cho đại gia đình một khúc rất là vui, cái khúc đồng mang tên Giận Hờn Hai. Cớ sao chúng mình không còn chung bước, vẫn còn thương, nhìn nhau không nói nên lời mà như đã cách xa vời, có ai biết được tình yêu là thế. Lỗi anh đã hẹn nhưng rồi không tới, ai biết ông trời làm lệ rơi, tại anh không đến nơi hẹn, để người ta trông đứng trông ngồi, để người ta chờ rồi ngóng trông hoài. Nhưng ai biết được nỗi lòng của người đang yêu, đêm mình vắng nhau rồi người yêu tìm trong giấc mộng, để lòng mình sao còn ngẩn ngơ. Nắm tay hết giận hết hờn em nhé, xa cách thêm buồn người tình ơi. Mình yêu yêu mãi muôn đời, từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình bước đôi đường. Trong đứng trong ngồi, để người ta chờ rồi ngóng trông hoài. Nhưng ai biết được nỗi lòng của người đang yêu, lòng buồn thiếu những đêm mình vắng nhau, rồi người yêu tìm trong giấc mộng, để lòng mình sao còn ngẩn ngơ.
hết giận hết hờn em nhé. Xa cách thêm buồn người tình ơi, mình yêu yêu mãi muôn đời, từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình bước đôi đường. Mình yêu yêu mãi muôn đời, từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ. Giận giận hơn nghe hay quá. Bữa nay tôi giận mấy người nghe, mấy người là cái sự mong đợi của tôi dữ lắm đó. Bữa nay tôi giận mấy người dễ sợ luôn vậy đó. Cái động tác tay chân bạn bắt đầu nó không đi với nhạc, có nghĩa là nó vẫn là những động tác đó nhưng nó không vào đúng cái câu, cái mình thấy cái động tác đó nó bị vô nghĩa. Phải làm cái động tác này nọ mà làm sao mà nó đúng với cái câu nhạc đó nghe thì cái động tác nó mới có ý nghĩa. Tại vì những động tác lần trước bạn làm nó hợp vì nó là nhạc nhanh, còn đây là nhạc tình, nhạc buồn, bạn phải làm sao cho vừa phải lại và tìm những động tác mới của anh Sơn để tại vì anh Ngọc Sơn đâu phải lúc nào cũng chỉ có những động tác đó đâu. Tôi hơi tiếc cái đó, tại vì mình thấy nó không có cái động tác, không khớp với cái tâm trạng của bài hát. Cái thứ hai, bên hát phù quá, chắc nhiều khi hít đất quá rồi cột hơi nó gãy hay gì phải không? Ông vô ông hít cho dữ vô rồi nhiều khi nó trượt rút cái nách nó co lại rồi ca nó bị quéo hay sao? Bài hát là của họng chứ không hát bằng nách đâu. Ông làm gì lại quéo cái nách là hát không được. Cái đường nách nó quéo cái nó cản cái đường hơi lên không được. Bộ hơi nằm trong nách sao mà lên không được. Đây nè, nó từ dưới bụng cái nó lên đây thì nó qua đường nách bị khựng. Ủa, anh nói vậy cái dở nách ra hát cao rồi. Không, cái cơ nó rút, cái làm như nó đau ca, bữa nay phô quá. Thiệt. Cái thứ hai, không có tình. Mấy lần trước khen hát rất có tình, lần này hát cái bài này là một cái bài nghe là phải mùi mẫn, phải tình, phải rót mật vào tai. Phải cho người ta thấy cái tình cảm của người đàn ông dành cho cái người bạn của mình đang nói chuyện nha. Thôi lần sau đừng giận hờn nữa nha em. Anh Sơn anh được cái là anh giỡn cỡ nào giỡn, anh cất câu nào vô mà đã hát tới nhạc tình một cái là nó mùi trời ơi tan chảy ra được với anh. Còn bạn hát bài này bữa nay không có tình. Cái giọng âm sắc thì vẫn y chang ảnh thôi, nhưng mà cái hồn không có, bên trong cái hồn không có. Với lợi á, bạn hiểu không, khi cái bạn làm cái khúc cuối tôi nói cái đó là cái tuyệt chiêu của bạn, đáng lẽ bạn phải gây một trận cười rầm mầm 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 cho sân khấu, bạn không làm được. Đó là cái vụ mà thả cái micro xuống rồi ra hết đất. Tôi nói nếu mà bạn làm đúng là người ta cười bò ra sân khấu, có nghĩa là bạn phải làm cho cái mạch cảm xúc nó đang trơn vậy nè. Mà làm cái đó anh Sơn tại sao anh thắng, tại vì anh làm cái điều đó đến từ bên trong, có nghĩa là anh làm như vậy là anh tin cái điều đó là cái điều hay ho thiệt, và anh làm người ta nhìn nó rất là đáng yêu và buồn cười. Tôi nói ví dụ khi để cái micro sát xuống đất rồi, âm thanh vẫn phải vang mà cả khán phòng phải đủ nghe. Ví dụ là này con yêu ơi, con hãy nhớ bạn hiểu không? Có nghĩa là cái âm thanh của bạn phát ra, micro nó nằm dưới này mà cái âm thanh đó, mọi người ở đây cả phải nghe được thì người ta mới thấy là à đây là Ngọc Sơn nè, hơi người ta có, người ta muốn thả gì là cho ta thấy ừ hơi ta tràn đầy nè. Xong rồi còn hơi nghe hít đất trời. hiểu không? Đó là anh Sơn, anh muốn cho mọi người thấy là tôi còn khỏe và anh đến từ bên trong. Còn bạn ra bắt trước rồi ra hít đất như con dế mèn. Hiểu chưa? Cái này trời ơi, bạn muốn bắt trước một người nào phải đến từ bên trong. Cái này là Binh nè. Bây giờ Binh nè. Binh không? Đúng Binh. Rồi, tôi với bà Ly Binh nè.
Có ngồi nghĩa là yên tại chỗ đi. Vào đây tôi ngồi, ông mê lắm, ngồi đây ông mê lắm, ông hậm hực, ông chờ đợi cho nên tôi bây giờ ông bị vỡ, ông bị vỡ mộng. Tôi thương lắm. Có nghĩa là Khang, tại vì mấy vòng trước á, nói chung là cũng là anh này, anh cũng đòi hỏi chúng ta phải có những cái đặc nói đi trưng. Em, tôi nói đi em tiếp lời tôi. Đặc trưng của anh Sơn và của anh này anh nọ, cho nên là hôm nay em phải làm hai cái chiêu đó. Để đúng là anh Sơn có làm, nhưng để mà Thành nói có được như anh Sơn mà nhớ, trời ơi đâu phải ai cũng làm được đâu, phải không? Cho nên là em nó chỉ làm theo một cái như là bắt chước là sẽ có những cái đó để cho anh Thành coi đó. Không, nhưng mà lỗi của ai Tư? Thì lỗi của anh Thành, anh đòi hỏi nhiều quá. Đúng vậy đi đó. Cái hai chị em tung hướng ngọt ghê luôn á. Cho nên là đá banh được trời ơi trời, cái gì vậy? Ở đây là hai em đưa bà chị suốt luôn vậy. Đây đó. Là hai bà chị, tôi là lọ len. Đây là hai bà chị. Không, anh cái này là chị bên em thật sự em muốn làm, nhưng mà đâu có phải ai cũng như anh Sơn có thể bu micro rồi vẫn còn cái giọng mà nó vang như thế, rồi còn hít đất như đó. Nhưng mà em làm, nhưng mà tại vì hôm nay em bị như nè, chị nghĩ không biết là câu đầu tiên khi em vào em hát, em có biết là mình đã có vấn đề không? Mà đặc biệt là bài này hôm nay là hoàn toàn cả một bài luôn, chứ không phải là một đoạn nữa. Em hát hoàn toàn là nhạc là nhạc, em là em, không liên quan luôn. Và những cái đổ hộp của anh Sơn hôm nay là nó hư hết luôn, coi như là nó bị lạc hẳn luôn. Xong chị với chú Đức cứ cố gắng nghe, nhưng mà nghe là không phải là nhạc ấy, mà là do em hát nó cứ bị lạng, mà nó lạng cả từ đầu, cho nên em không trở về cái quỹ đạo được, hiểu không? Có cảm giác hiểu không? Alo alo alo, thuê bao cái khách hiện đang ngoài vùng phủ sóng á, nó bị nhiễu á, nó cứ không có ban nào em mà được. Nó không trở lại luôn. Sau khi văn tấu chị hy vọng rồi em nghe nhạc, tại lúc đầu á nó không có nhạc vô cái beat rõ ràng. Chị nghĩ là em vào câu đầu nó bị thôi, không ngờ bị hết. Và khi gian tấu nhạc có lại em vào nó vẫn bị như vậy. Dạ cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Xin mời chị Minh Tuyết ạ. Thật sự lúc đầu em không biết em chinh phô đâu. Lúc đầu em ra em vô cùng hớn hở. Thì đúng đó, đầu đúng là rồi. Bởi lý do tại sao? Lỗi tại ai? Lỗi là tại Thành. Hả? Nữa tôi nữa. Sao kỳ vậy? Tại hôm nay rõ ràng là chị thấy em á, em ra cái sự tập trung trong câu hát em không có, mà em tập trung về những cái chiêu trò, những cái động tác của anh Sơn là phần lớn. Cho nên câu đầu vô em gãy liền. Nhưng mà lúc đó em chưa biết đâu. Em vào chừng mấy câu bắt đầu nó cứ chinh phô thì chị với chị Ly bắt đầu hoang mang. Ủa cái này, ủa băng nhạc đánh sai tông hay là sao mà sao nó phô? Thì chị với chị Ly cứ dày hoang mang. Thì em nhìn thấy được cái điều đó là bắt đầu em cảm nhận được là có chuyện gì xảy ra rồi, là bắt đầu em mất tự tin luôn. Vậy thì tới lúc đó là tại mình tiếc với Cẩm Ly xì xầm đúng chưa? Tại vì không phải là em phô một chút mà em phô liên tục. Phô trọn nguyên bài luôn. Em phô liên bài thì chị với chị Ly mới ráng nghe cho kỹ là có phải là tại lỗi của em không? Hay là như thế nào? Chứ không thể nào mà cứ phô nguyên cả bài. Tóm lại là vì em quá tập trung vào cái diễn xuất, về cái lời khuyên của anh Trấn Thành của những cái tập trước. Cho nên tất cả chung quy lại là lỗi của Trấn Thành. Cảm ơn. Ngay cả khi hai cô người phụ nữ xăm xì hơn nữa thời lượng người ta hát, mà lỗi vẫn là tôi à. Bắc Nam nói đi Bắc Nam. Bắc Nam bình Bắc Nam. Hai chị gái với cô gái lọ lem đúng không? Giờ tới mẹ kế nè. Mời kế mẫu Hoàng Nhật. Hay nói cho con một lời đi kế mẫu. Kế mẫu nội tâm con ạ. Thì kế mẫu cũng giống chuyện cổ tích thôi, có bao giờ thương lọ lem bao giờ đâu Thành. Ôi trời ơi. Thì thật sự trước khi mà Ngọc Khang ra để trình diễn trong cái đêm cuối này đi, thì các giám khảo và đặc biệt giám khảo Trấn Thành vô cùng là chờ đợi, rất là mong đợi cái phần không biết là hôm nay Ngọc Khang anh chàng này sẽ làm cái gì đây. Tôi mong chờ quá, bởi vì đương nhiên bởi vì những lần thi trước của em quá sức đầy đủ những cái gia vị rất là vui hóm hỉnh, rất là giống thần tượng của mình, là cái chất của em mọi thứ. Và có lần là em còn lôi kéo cả anh và anh Trấn Thành có thể lên nhảy cha cha được. Không phải là em lôi kéo, anh chủ động xin lên đính chính lại. Đó thì chứng tỏ là em có một cái sức hút về cái phong thái trình diễn của mình, và em có duyên sân khấu chứ không phải là không. Nhưng mà vì sao hôm nay mình ra nhưng mà nó lại không đạt được cái hiệu quả như mong đợi. Đó thì anh nghĩ là đôi khi giám khảo Trấn Thành dành quá nhiều mong đợi cho em, tạo cho em cái áp lực, rồi bắt em phải làm cái này cái kia, phải làm over thậm sưng hơn. Bạn làm quá còn hơn là không làm gì hết. Muốn vào trong bạn phải mập hơn nữa.
nếu em có vào vòng trong là phải gầy hơn. Thì đôi khi anh nghĩ rằng là giám khảo Trấn Thành có khuyên bằng Minh Hoàng lúc nãy, phải tiết chế, em phải biết lắng nghe và chọn lọc những cái lời góp ý. Thì anh nghĩ là các giám khảo ai cũng nói lời hay với đẹp cả, nhưng mà giám khảo Trấn Thành thì em cũng phải biết tiết chế lại một chút. À, cũng phải lắng nghe và chọn đúng lọc. Đúng rồi, em có thể chọn lọc những người thương em. Đó. Nhưng nó khoái lắm, nó cười. Cảm ơn phần chia sẻ, nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Mà bất chấp tất cả thì thật sự là cái tình cảm dành cho em của các vị giám khảo ở đây là điều có. Anh mong đợi là em phải làm một điều gì đó. Anh không biết nữa, nhưng mà... em thấy những lời góp ý viển vông mà giám khảo nhận của em chưa? Em, tôi chỉ mong để em làm một cái gì đó mà tôi chả biết là cái gì. Anh chỉ nói cho em nghe thôi, những gì anh trao cho em đó là những sự tình cảm nó đến từ trái tim chân thật. Còn làm được hay không, đó là ở em. Vì vậy cho nên tôi làm quá. Trái tim tôi trao cho quá nhiều người để rồi cuối cùng tôi nhận lại tổ danh là tôi là người làm cho thí sinh rơi điểm mà. Nói gì vậy mà có thể thốt được đến lời sao cây mẫu. Con đừng buồn, ban thuốc độc cho Trấn Thành. Ban thuốc độc luôn rồi hả? Trôi tôi với tôi lẻ loi xót xa mối duyên tình xưa. Phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi em, vì sao em nửa cất bước ra đi. Bao ngày qua khi bóng anh dần xa, ân tình tựa như đã nhòa, nhưng trong lòng em vẫn thầm mong có anh. Người yêu ơi mong em cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này anh chỉ yêu mình em, hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn say, hãy nói là cuộc đời này anh vẫn luôn cần em. Dẫu biết trôi tôi với tôi lẻ loi xót xa mỗi duyên tình xưa. Phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi em, vì sao em đã cất bước xa đi. Bao ngày qua khi bóng anh dần xa, ân tình tựa như đã nhòa, nhưng trong lòng em vẫn thầm mong có anh. Người yêu cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này anh chỉ yêu mình em, hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn say, hãy nói là cuộc đời này anh vẫn luôn cần em. Dẫu biết tình ta đã không, rằng cuộc tình mình giờ như khói bay mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thay đổi, dẫu biết rằng lời đã xa như tôi. Hãy nói là cuộc đời này anh chỉ yêu mình em, hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn cần em, hãy nói là cuộc đời này anh vẫn luôn cần em, dẫu biết tình ta đã không thể. Hãy nói là cuộc đời này anh.
Quá hay, quá giống không quý vị. Có thể nói đây là một trong những ca khúc đầu tiên đánh dấu sự kết hợp của hai người tình trên sân khấu, đó là ca sĩ Bằng Kiều và ca sĩ Minh Tuyết. Và sau thành công của ca khúc này thì hai ca sĩ Bằng Kiều và Minh Tuyết đã kết hợp với nhau với rất nhiều những bài hát sau đó nữa và được nhiều khán giả yêu mến. Có phải không chị Tuyết? Đúng rồi. Dạ. Vậy thì hôm nay khi chị nghe hai bạn ấy hát lại ca khúc này của mình, cái cảm xúc của chị bây giờ ra sao ạ? Trước tiên thì chị khen bạn trai Ngọc Linh. Ngọc Linh á, là tại vì khi anh Kiều hát với chị thì chị không có nghĩ rằng cái bài này, cái giọng ca con trai nó bị cao dữ vậy. Có nghĩa là mỗi lần mà chọn bài song ca đó, tụi chị lại không chọn bài song ca mà tụi chị chọn bài đơn ca để hát. Như vậy thì cái giọng anh Kiều sẽ được phơi bày nhiều hơn và nó sẽ hay hơn. Thì cái tông nó rất là cao mà chị rất là khen em là hôm nay em hát được cái tông anh Bằng Kiều thì không có mấy ai làm được điều đó. À, còn cái cảm xúc của chị nói sao ta? Chị thấy em với lại Hoàng Linh hát đó, diễn với nhau rất là tình thì chị cảm thấy chị bức xúc vô cùng. Là bởi vì khi anh Bằng Kiều á, anh có một cái đặc trưng mà Trấn Thành không biết. Là khi anh đứng trên sân khấu anh không nhìn chị mà anh cầm microphone anh nhìn mấy cô ở dưới không à. Đó, cho nên chị rất là bức ơi. Xúc đó. Anh Kiều sao anh kỳ vậy, sao anh có thể thờ ơ với một nhan sắc cái bên được. Nhiều khi cái gì mà nó gần quá quen người ta lại không có thấy trọng đó em. Mà nhớ lại anh Bằng Kiều đối với chị thật là đau lòng em ạ. À. Alo, anh Kiều hả? Sao anh không dòm người ta? Hả? Cái gì? Anh mất sống rồi hả? Từ chối trả lời luôn. À, vâng, rồi để nói lại cái tiết mục vừa qua thì Tức ngồi Tức nghiên cứu, Tức nghĩ ra được như vậy nè. Cái chữ cuối cùng á, bạn đẩy cái câu nó ra, rồi mình hãy ngân, chứ đừng nó ngân ở bên trong. Anh đợi em rồi anh mới ngưng ra, chứ không có là không có ngưng ở trong. Cái ngân liền đó là của cái Tuyết. Cái ngân liền ở bên trong là của, á, là của Tuyết à. Thì có thể cái đó nó sẽ giúp bạn giống anh Kiều nhiều hơn một tí. Bạn gái thì Tuyết nghĩ là cái người mà sẽ nhận xét chính xác nhất đó là chị Cẩm Ly. Mời Thánh soi. Cảm ơn. Chị nghĩ một phần em cũng hơi bị gò bó trong những cái đầm của mình, cảm thấy không thoải mái, cho nên cái hình thể của em nó không giải phóng được. Thì nó liên quan đến cái giọng hát của em luôn. Tại vì em hát trước đi một câu đi chị sẽ bên nói nhạc lấy cho mấy kia. Hãy nói rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi. Hãy nói rằng cuộc tình mình giờ như ánh trăng dần trôi. Ok, được rồi, Tiết hát lại câu đó. Hãy nói là cuộc đời này ta ti ra đi ta ti ra đi da ra 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 đi ta đi da. Em không có đẩy nó ra không, em nó đẩy là một phần đi. Một phần chữ em không có đẩy lực, em gom cái chữ em túm tím nó lại như thế này. Còn Tuyết là hát sẽ rõ hãy nói rằng cuộc đời này anh chỉ muốn là, tức là nó phát âm ra từng chữ nó sẽ rõ ràng. Còn bây giờ nói về Ngọc Linh, hồi nãy chị hơi phấn khích tí xíu. Rõ ràng ở cái vòng 2 là tiến bộ. Chị bảo em là em sẽ gom chữ và em miết lại. Qua tới cái vòng 3 này khác hẳn. Phân khích gì cái sự mà em thay đổi liền. Trong tích tắc mình thấy có cái sự khác và tiến bộ là cảm thấy vui rồi. Em làm được, cái trong cái tập này em làm được. Tuy rằng nó không hoàn hảo hết. Nếu em đi được vào vòng trong thì chị nghĩ là với cái đà này, cứ mỗi ngày mình một tí xíu là vào trong nữa là em sẽ càng giống anh Kiều nhiều. Cảm ơn Linh. Về phần diễn chắc là cho anh có góp ý một chút xíu nữa thôi. Hai em có sự tính toán với nhau về mặt bố cục ban đầu đúng không? Tuy nhiên mình đã có cái ý tưởng rồi thì mình phải biểu đạt được cho nó tới. Tức là dù hai người ban đầu đứng nhưng mà anh thấy không có chạm vào nhau luôn á. Cái đoạn mà cầm tay nhau rồi bắt đầu chia tay nhau á, thì đi là hai đứa đi thẳng luôn. Thì nếu như là chị Tuyết á, thì chị sẽ còn nhìn lại một cái ánh mắt gì đó. Cái sự liên tiếp phải không? Đúng rồi. Còn em là đi thôi, coi là nhìn hẳn bên này. Nó làm đánh mất cái cảm xúc của cái người đang theo dõi lúc đó. Em nhớ là anh Trấn Thành đã từng nói là chị Minh Tuyết là cả một trời diễn xuất trên sân khấu. Siêu diễn. Đó. Cái nội tâm bên trong cổ nhiều lắm. Khi cổ hát cổ tưởng tượng, chứ tưởng tượng ra phía trước chị có rất là nhiều cái điều. Thì em cũng phải biết tưởng tượng ra vậy. Không tưởng tượng ra không diễn được. Cảm ơn các vị giám khảo. Trao nhau nhiều hơn đã hứa,
Mà vì sao đôi khi anh thấy yêu thương thật quá mong manh. Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu. Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Em là vẫn khát khao được yêu mãi thế. Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay. Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Một lời sẽ mãi bên nhau. Và em sẽ nhìn anh và hát. Em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói. Dù năm tháng đổi thay người hỡi, những ngọt ngào vẫn khát khao được yêu mãi thế. Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu đương mình sẽ xa xa. Người hỡi, tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay. Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sẽ mãi bên nhau. Và em sẽ nhìn anh và hát. Em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói. Dù năm tháng đổi thay người hỡi, những ngọt ngào ơi, hài lòng chưa? Em mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Về phần diễn thì anh có lời khen Thanh Mộng á. Em có đặt để cảm xúc của mình vào trong cái bài này. Từng cái đi đứng hoặc là em nhìn cái người bạn của mình á, em cũng thể hiện được cái tâm trạng đó. Khen em một lần nữa là em là cái tên Thanh Mộng. Một cái giấc mơ đẹp, một giấc mơ màu xanh giống như là cái chiếc áo em mặc hôm nay á. Không biết vô tình hay hữu ý mà rất giống với chiếc áo màu xanh của chị Minh Tuyết cũng mặc luôn. Thì anh cũng mong là với ngoại hình nè, với chất giọng mình đã có, thì mình đào sâu và tìm tòi hơn, thì anh nghĩ rằng là em sẽ thành công hơn rất là nhiều. Xin cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Nói thật với các bạn như thế này, riêng bé gái Thanh Mộng đó, em vẫn bị đại chữ nhiều quá. Một cái gì đó mà nó lố hơn cái hay một tí, gọi là sến. Bây giờ thí dụ nhiêu đó là hay, chứ mình ráng mình bẻ, mình cong, mình uốn lượn, mình tô đậm nó thêm tí gọi là sến. Bộ đồ sang trọng, như đó gọi là đẹp.
cái ráng gắn thêm cái hộp, cái bông, cái chuỗi, cái lông vô, cái bắt đầu ra sến. Sến nó là một cái trạng thái là nó quá so với cái chuẩn. Thì hiện nay mình đang bị cái vấn đề sến ở đây đó. Có nghĩa là cái nốt của em bé nó nhiều tới mức độ mà nghe nó bị sướt mướt quá. Cái thứ hai là em bớt đi cái độ bén của Minh Tuyết rồi. Phát âm ra âm thanh phải nằm ngoài này cho nó cắt da cắt thịt, nghe nó mới đã. Anh nghĩ là bài này do cái tông á, đúng không? Tông phải... này nó có giống tông của chị không vậy? Hay là thấp hơn vậy? Thấp hơn một tí. Thấp đó. Hơn phải không? Đó. Hèn chi chị nghĩ là như vậy. Cục cái đấy. Tông bị thấp cho em gái. Bây giờ nói về ông Nam, thật sự ra giọng em không phải là một giọng hát dở. Em hiểu nói không? Em cũng là người hát tốt. Nhưng mà để hóa thân thành anh Bằng Kiều thì phải nghiên cứu thật kỹ nha em trai. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời giám khảo Minh Tuyết. Tuyết không góp ý nữa mà Tuyết xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Phải yêu thích giọng hát của Bằng Kiều và Minh Tuyết thì hai bạn mới bắt chước. Và đó là một cái niềm vinh hạnh của Minh Tuyết. Cảm ơn hai bạn đã cho Minh Tuyết những tiết mục gợi nhớ rất là nhiều kỷ niệm giữa Minh Tuyết với Bằng Kiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chia sẻ của ca sĩ Minh Tuyết. Và bây giờ hai em chờ đợi kết quả nha. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu để mùa đông qua đi nhé. Thưa quý vị, đó là ca khúc Nơi Thời Gian Ngừng Lại, một sáng tác của nhạc sĩ Tường Vân. Hai bạn Văn Phong và Minh Vương đã tái hiện lại hình ảnh của đôi song ca một thời Tuấn Hưng và Lệ Quyên qua ca khúc này. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Mời chị Minh Tuyết. Phong ơi, chị xin trân trọng thông báo là em đã có thêm một người fan ngồi dưới đây rồi. Đó là chị. Hồi nãy chị Ly nhắc lại Phong, mùa đầu tiên của Tuyệt Đỉnh Song Ca thì khi mà em hát bài đầu tiên bốn người thì chị không nhận ra, mà khi em hát cái bài vừa rồi, vòng vừa rồi thì chị nhận ra em. Chị nói ủa sao giờ nó đẹp trai vậy ta. Đó là hiện tượng vậy thì thành công đó. Bởi vậy trong cái bài hát này thì chị thấy Phong, em không còn đặt là em đang phải bắt chước từng câu từng chữ nữa, đã nằm lòng hết tất cả những cái đặc trưng riêng biệt của Tuấn Hưng trong bài hát này. Nói chung là chị không có cái gì để phải góp ý Phong, bởi vì Phong đã quá hoàn hảo với thần tượng Tuấn Hưng. Phương, bài hát này thì Phương lại không có hát nhiều chính, nhưng cái phần solo của Phương nhất là cái câu thứ hai á Thành. À, thoáng qua như mùa xuân chiêm bao. Đó, cái câu đó rất là giống. Nói chung là chị cảm nhận là chị đang ngồi coi Tuấn Hưng với Lệ Quyên, chứ chị không cảm nhận là chị đang coi một cái cuộc thi của hai thí sinh đang thi cho thần tượng của mình. Chúc mừng hai em trong tiết mục vừa rồi. Chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến từ ca sĩ Cẩm Ly. Bây giờ chị sẽ nói về Phương. Tất cả các thí sinh nên nhớ một cái điều quan trọng. Khi mình lên sân khấu, đứng trước ống kính, khi hát đôi đúng là chúng ta nhìn nhau, nhưng hạn chế hoặc là đứng góc nhìn nghiêng như thế này nè. Có nghe được tiếng hát thì có thấy được gương mặt đâu. Khi mà đứng như vậy là không thấy được mặt của mình. Và cái cách để đứng mà ăn gian là nó đứng nghiêng như vậy, giống như đứng gì nè. Đấy, hiểu không? Các em làm ơn coi nhiều video của Minh Tuyết để học hỏi kinh nghiệm về ăn gian lợi mặt với máy. Minh Tuyết có thể nhìn bạn diễn nửa ngày trời nhưng máy vừa tới là em đó là cái đó là góc máy đó. Em nhìn Minh Tuyết và học hỏi các em nhé. Cái này là cần thời gian kinh nghiệm thì các em sẽ tự biết ăn gian cái góc mặt nào mình đẹp và mình. Cẩm Ly đang soi thí sinh, bây giờ Trấn Thành có một cái này nó không liên quan. Tôi xin phép, tôi rất là xin lỗi ba vị mà tôi thấy là tôi làm cái điều này nó hơi kỳ cục, nhưng mà tôi không nói, tôi bức xúc quá tôi chịu không nổi. Chuyện gì? Tôi thấy là bữa nay Khả Như nó ăn mặc một cái bộ đồ mà nó rất là hay nhá. Tôi sẽ dùng cái danh từ này, tôi gọi là thời trang ứng dụng tốt hả. Em ơi, khi mà em cảm những lúc sổ mũi, em cầm cái này em quẹt mũi thì rất là tốt, em hiểu không? Em cho thấy không có cái gì hiệu quả bằng nó, hay là ăn em để em chùi miệng rất tuyệt vời. Còn cái quần chưa đâu, em riêng như đứng thẳng lại. Em ơi, chỉ cần đưa cái quần em ủi thẳng, chơi ô ăn quan tuyệt vời. Ông nói cái gì cứu em cho em về vị trí nè. Không, Như ơi, anh là hoàn hảo rồi, anh không muốn đứng. Và quan trọng, một điểm này mà anh Thành nói với Phong là cái điều này sẽ rất là khó có, đó là Phong rất là men. Cái điều đó là cái điều cực kỳ hay trong cái cách biểu diễn của em. Cái điều đó nó quan trọng lắm á. Rất quan trọng. Tuần sau hát bài Lý Cây Bông cho anh nghe không? Hãy
phút đêm nay đang ở đâu, hay bước chân chung vui cùng ai, lặng lẽ ra đi không một lời, để lại đây bao nỗi cô đơn. Em dù bấy lâu ta luôn gần nhau, nhưng trái tim ta không hề yêu. Giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya, con tim buốt giá quạnh hiu. Ôi đêm nay với bao kỷ niệm, bao trời vơi đắm chìm vô vọng, khi đâu ai có biết lòng ai. Mình anh vẫn thầm chờ mong, dù đã biết tình chia lìa. Anh đâu có hay trong nỗi lòng em, khi đã yêu chỉ yêu mình anh, nguyện hiến dâng hết quãng đời này và cùng nhau say đắm bên nhau. Em dù bấy lâu ta luôn gần nhau, nhưng trái tim kia không hề yêu. Giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya, con tim mưa ra quanh hiu. Bao trời vơi đắm chìm vô vọng, khi đâu ai có biết lòng ai. Ôi bao nhiêu ai ân mặn nồng, giờ này đã trôi đi rất xa, nhưng mình anh vẫn thầm chờ. Ý kiến của các vị giám khảo như thế nào? Hiếu đã rất là khôn khéo, hôm nay chọn một cái áo vest màu đen. Em hơi tròn cho nên em mặc cái màu đen á, nó khiến cho mình gọn gàng hơn và nhìn mình rắn rỏi hơn so với tiết mục lúc nãy chọn một cái áo vest màu bạc. Em xin phép nhắc lời anh Nam tí xíu, anh Nam anh đúng là một đạo diễn tài ba, một phát anh bắn chết hai con nhạn, một là Trấn Thành và anh Đại Nghĩa. Một trang phục màu đen, anh Trấn Thành anh cảm thấy sao vậy anh? Em nghĩ áo em màu gì? Như ơi, tính anh thì anh rất là sống nội tâm và cũng ít nói và cũng không thích chỉ soi người khác như vậy đâu. Anh Nam anh sống rất là nội tâm nên mỗi lần anh phát tâm ra nó cũng làm nhiều người cũng mệt tâm lắm. Dạ. Diễn xuất đó thì anh cũng thấy hai em rất là nỗ lực đó. Trong cái việc là dù mình chỉ đứng ở trung tâm sân khấu
Nhưng mà cũng có những lúc á, kề vào nhau, có những lúc lại tách ra xa, giống như một người rời đi và một người kia thì cố với lấy, nhưng mà không thể được rồi. Nói chung là cũng có những cái phần tương tác với nhau. Tuy nhiên anh vẫn thấy là cái nắm tay của hai đứa duy nhất trong bài này là một cái nắm tay rất là thất bại. Hai đứa nắm ra và đúng cái câu nhạc đó là phải vào lời hát rồi, hai đứa bội buông ra, đúng không ạ? Anh là đạo diễn, thành ra ảnh soi về cái phần diễn xuất kỹ lắm. Phải chi hai đứa nắm chặt nhau một chút nữa, nắm lâu hơn chút nữa là có như ăn điểm của anh Nam rồi. Bây giờ nắm vô hết ông ơi. Giờ thò tay ra nắm. Thật ra thì thế này, Hiếu mê sân khấu lắm hả? Em thì đúng là với một cái đam mê âm nhạc từ nhỏ. Em cũng đã đăng ký tham gia rất nhiều những cái cuộc thi rồi, nhưng mà cứ đến ngày đi thi thì hết người nhà vào viện, rồi bản thân mình lại nhận lịch đi công tác. Thế là nó cứ một cái chuỗi dài như vậy. Hiếu đang làm công việc gì? Chắc là anh Thành quên em rồi. Em có một cái dịp mà đã làm việc cùng với anh Thành. Con trai em đã đóng con của anh trong live show 10 năm kỷ niệm làm nghề của anh tại Hà Nội. Wow. Trời. Em mà con trai ta diễn chứ có phải ta diễn với tôi đâu, tôi nhớ người ta trời. Con trai người ta tới em chứ. Xin lỗi Hiếu, tại vì Thành gặp quá nhiều người trong cuộc sống nên đôi khi Thành không thể nhớ hết được, và Thành cũng rất là trí nhớ kém trong cái vấn đề về về nhiều người. Năm ngoái thì chị Ly cũng đồng hành cùng với lại gia đình em, chắc là chị không quên bé Hữu Tú ạ. Không có, nhìn em thì cứ ngờ ngờ, nhưng mà tại vì mình không có chắc. Người ta đã từng tham gia chương trình của chị rồi mà chị cũng không nhớ luôn. Trời cả anh ơi, có nhớ em đâu. Có, vừa là anh là người dẫn chương trình của bé nhà em tham gia chương trình. Hay quá. Nói hơi nguyên vàng, mình ai cũng có lỗi hết trơn. Nói chung là thế này nè Hiếu ạ. Thì rõ ràng là tôi thấy được cái đam mê của bạn trong âm nhạc, và hôm nay xem như nó là một cái kỷ niệm ha. Dạ. Chúc mừng bạn về cái điều đó. Nhưng đúng là lần này Hiếu hát cho Hiếu nhiều hơn là hát để giống một thần tượng nào đó. Lan Anh, em là một cô bé có chất giọng tốt. Bài này nó hơi quãng, nó hơi rộng so với cái quãng của em, nên cái việc em kiểm soát nó cũng hơi khó khăn. Mặc dù là không thể hoàn hảo được, nhưng mà bản thân riêng hai bạn là hai người sở hữu hai cái chất giọng tốt, nên Thành hy vọng là hai bạn hãy mài dũa nó lại một tí ha, để mình sử dụng nó cho nhiều cái dịp thích hợp hơn. Cảm ơn hai bạn. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù ca ra ca ra lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy. Dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Tựa vai nhau, che nhau yên vui. Có cái đoạn này, cô Khánh Ly có đọc vậy? Cuộc đời. Tìm môi nhau, cho nhau giã nát tim đau. Vừa đôi tay ước muốn tù đầy, tóc rối bạc màu, vết dấu tình sâu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu em. Đưa em vào đời một thời yêu đương. Cho tôi xin em như gối mỏng, cho tôi ôm em vào lòng. Xin cho một lần cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng.
rồi mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời. Dù cho em đan tâm sẽ nát tim tôi. Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu nhau. Vào mộng dù em vào đời một thời yêu đương, cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng, xin cho một lần cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đan tâm sẽ nát tim tôi. Dù có có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu nhau. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu. Thí sinh Ánh Nguyệt cùng Elvis Trường. Anh Trấn Thành, anh cảm thấy rất là hứng thú với tiết mục này đúng không ạ? Thật sự ra mà nói thì cái bố trí sân khấu, cái cách hòa âm của bài hát và cái cách hai người diễn với nhau, nó thật sự mang đến cảm giác của một dạ khúc ái tình chân chính, đậm đà. Để ai yêu nhau nghe bài này đều cảm thấy hạnh phúc hơn. Và cái bài này Thành đã nghe cái phiên bản của chú Elvis Phương với là cô Khánh Ly hát ở ngoài đời rồi. Khi mà anh ra anh hát những câu đầu thì chưa có vô lắm, nhưng mà khi chị Nguyệt đi vào, chị đọc những cái câu của cô Khánh Ly rồi em cười, mắc cười dễ sợ. Tại vì cái bài này là cô Khánh Ly cô đọc y chang vậy. À, dù có gió lạnh đời mà đọc hết nguyên một khổ. Rồi xong tới khúc và điệp khúc hai người hòa nhau, lúc đó anh Elvis cũng bắt đầu đẩy cái hơi mạnh ra, bắt đầu nghe ra cái thái độ của ca sĩ Elvis Phương. Ngày hôm nay chị Nguyệt cũng cho Thành tất cả những cái sự nhấn nhá rất là Khánh Ly mà rất là tinh tế, cho là cho đêm mạnh nồng, nhấn dấu nặng đó rồi thì yêu thương vợ chồng, chứ không có vợ ở chồng nữa. Nhấn hai chỗ là nó dở, nhấn một chỗ thì mới tinh tế. Đó là cái điều mà em thấy chị để ý rất là hay. Và ngày hôm nay nếu mà để nói cái gì về tiết mục này, chẳng có gì để nói ngoài hai chữ tuyệt vời. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Anh Elvis Trường, anh cảm xúc như thế nào? Chuyện hát chung với Ánh Nguyệt á, cũng thần tượng cô Khánh Ly bao nhiêu lâu rồi thì cứ nghĩ như là cô Khánh Ly đây bên cạnh.
cho nên là rất là vui, rất là hạnh phúc. Hôm nay chị Nguyệt giống cô Khánh Ly lắm luôn á, cả về trang phục rồi ngoại hình, cách hát, thái độ. Lần này là chị tinh tế hơn rất là nhiều. Em rất là thích tiết mục vừa rồi. Cảm ơn anh Viết Trường và em hy vọng là sẽ gặp lại anh trong mùa sau. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ca sĩ Minh Tuyết, xin mời ạ. Lời hay ý đẹp á thì Trấn Thành đã khen hết rồi. Hôm nay Nguyệt đẹp thiệt, không có cái gì đẹp bằng một cái tà áo dài trắng. Tuyết gần với cô Khánh Ly rất là nhiều. Không phải là góp ý, nhưng mà gọi là tip á, đưa thêm một cái nhỏ nhỏ. Cô Khánh Ly trong lúc cổ hát cũng như đời thường, cô Khánh Ly hay có một cái nụ cười như thế này. Khi mà hỏi cô, dạ con chào cô làm. Cô hay vậy đó. Đúng, 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 đúng. Cô không cười hở răng nha, cô chỉ là mặt, đúng vậy. Đó, cô mặt vậy đó. Đầu lên vậy. Hoặc là ở trong lúc câu hát cũng vậy. Là cô hát xong câu, cô phải đến người bạn hát á, thì cô hay vậy. Nhưng mà bạn hát đi đó. Ừ, nếu như cô hay vậy. Mà cô không có hở răng. Và cái cách, cái nụ cười của cô không bao giờ Tuyết quên được. Thì nếu như mà Nguyệt để ý thêm chút xíu cái đó nữa. Tại vì Tuyết thấy trong lúc Nguyệt hát á, hầu như hoàn toàn không cười. Cho nên nếu mà Nguyệt có thêm cái chút xíu đó của cô Khánh Ly thì nó giống luôn cả cái hồn của cô. Có nghĩa là tạo cảm giác dễ sợ. Cái cảm giác dễ sợ luôn là chính cô Khánh Ly đứng đó chứ không ai khác. Bởi vì Tuyết rất là gần cô. Trong lúc cô buồn nhất khi hỏi cô sao rồi, cô khỏe không, thì cô cũng cô kê con. Cô cũng vậy. Cái nụ cười đó là một cái nụ cười tượng trưng của cô Khánh Ly. Chúc mừng Nguyệt trong tiết mục vừa rồi. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Tôi đang tưởng tượng ra thử là cô Minh Tuyết cổ mặc tà áo dài trắng lên thì sẽ như thế nào. Để xin nói cho anh tìm cái clip Thương Ca Mùa Hạ. Ý, à. Còn cái clip Tuyết hát chung với cô Khánh Ly nữa. Có luôn hả? Còn tuổi nào cho em hát với Khánh Ly với Quang Dũng đúng không? Y chang cái áo này luôn. Yeah. Mà Thương Ca Mùa Hạ Minh Tuyết hát nhạc của Thanh Sơn rồi nghe đi, rồi nghe Minh Tuyết hát nhạc trữ tình. Nói chung là tôi tưởng người ta thần tượng tôi, cho tới ngày hôm nay thì tôi biết nó không có phải là như không thế. Không phải, vì cứ search mấy cái clip mà mặc trang phục sexy không à, mà lại không search mấy cái clip áo dài thôi, cái cũng rút kinh nghiệm. Ủa sao kỳ vậy, sao nội tâm mà coi mấy clip gì đâu không vậy? Còn tôi không nội tâm mà sao tôi biết bài đó của Minh Tuyết, mà sao ai đó thần tượng Minh Tuyết không biết vậy? Ủa sao vậy Thành ơi? Nội tâm cái chỗ nào? Tự nhiên mình không biết nói điều gì nữa. Thôi mình sẽ quay lại bình luận đi ha. Riêng cái phần này thì anh cảm thấy là bạn diễn Elvis Trường á hơi xúc động một chút, cho nên là ôm eo hơi nhiều. Cho người ta ôm đi, trời ơi. Bởi vì không binh à? Không binh được. Không binh. Lâu lâu cho người ta vịn cái nhà eo cũng được. Vậy đó lịch sự, người đàn ông gentleman đúng không? Không phải, vịn thôi, nhưng mà anh kia hơi ôm, hơi bây giờ về phía mình hơi nhiều quá. Bắt gì anh ấy kiến. Cái người vịn là bả mà. À, trời ơi, cái bài trước cái thì nói người ta không có chịu ôm. Đúng rồi. Cái bài này ôm thì bảo là ôm nhiều. Tại sao biết không? Kiếm chuyện với Minh Tuyết không thành công, quay qua kiếm chuyện cái thí sinh. Anh ơi, em nói một hồi em cảm thấy giám khảo mình bị xấu tính đó. Đúng rồi. Anh đã xong phần nhận xét của mình chưa ạ? Anh còn nhiều ý lắm, nhưng mà nãy giờ bị cô Minh Tuyết với Trấn Thành chặt quá rồi. Dạ. Anh phát huy cái phần nội tâm như thường lệ của mình đi. Thật sự là đến bây giờ anh mới bị rơi vô tình cảnh mà Trấn Thành đã bị cách đây vài tập á. Ủa anh biết hả? Đúng rồi, bây em giờ nhớ anh tập đó anh xách động đó. Không. Anh Nam, anh Nam, cái đó gọi là gieo gì gặt đó, nghiệp cũng vừa. Trời ơi trời ơi, con MC, trời đất ơi. Quá trời, anh chị hơi không hài lòng một chút xíu vì bạn diễn ôm ảnh người khói. Ủa, quá nhiều vẫn, thôi. Vẫn ý cũ, dạ. Còn mọi thứ thì anh đều rất là hài lòng, rất là thích. Ngược dễ sợ không cho tôi. Trời ơi, chị Cẩm Ly ơi, bây giờ chị binh vực thí sinh đi, chứ giờ em cãi không lại anh Nam rồi. Nghe sao ngược chị? Tại vì anh Elvis Trường chứ không phải anh Hoàng Việt Nam, giống như hồi nãy á. Lâm Trần Thuận chứ không phải Hoàng Việt Nam. Hoàng Việt Nam là sẽ ôm tới bến luôn. Còn hôm bây giờ là anh Elvis Trường ôm quá, anh cũng không đồng ý luôn. Nói chung là anh không đồng ý những bạn nam, hiểu không? Đúng. Đó. Thôi bây giờ mình hãy ngưng chặt chém đi nào. Xin mời cô Tư hãy nhận xét Ánh Nguyệt. Không mà Tư công nhận anh Nam anh khó chịu không Tư? Cây cũng lạc mà gió chẳng ngừng á. Anh có quyền khó chịu, nhưng mà tại vì anh khó chịu những cái vấn đề mình khó hiểu. Đúng. Ừ. Đúng. Tại vì mà khó hiểu mình mới ghét, mình mới giật mặt. Đúng. Chứ ví dụ khó chịu những cái chuyện mà hợp lý ta đâu nói. Đúng. Đúng. Dạ các vị giám khảo, chúng ta trở lại với thí sinh của chúng ta đi nào. Dạ trở lại liền đây nè. Tại sao hôm nay mà mọi người đều dành cho Nguyệt Nhiên cái lời khen? Là bởi vì cô Khánh Ly tượng trưng cho một sự rất là mộc mạc. Cho nên khi cái áo dài này và cái mái tóc thậm chí không kéo thẳng, không gì hết trơn hết, rất là đơn giản, thì lại nhìn thấy hình ảnh của cổ. Cái thứ hai,
Nguyệt được cái ưu điểm là hát ở những quãng trầm càng nhiều, giọng Nguyệt nó sẽ ấm lại. Cái bản chất cái giọng của Nguyệt nó rất là bén. Khi Nguyệt hát cao, giọng thật của mình nó bị chói một tí xíu. Trong bài này Nguyệt thành công là ở hai cái khía cạnh đó. Ly có một tí xíu thôi. Chứ cái đoạn mà giữa văn tấu Nguyệt và Evie Trường nắm tay nhau rồi hai người chuyển chỗ, phải không? Khi mình đặt tay vào thì mắt mình phải nhìn nhau. Phải có cái gì mềm mại, xong rồi mình hãy đi qua cái gì mà hai người cái mặt cúi xuống, vịnh cái tay giống như vậy nè, rồi tự đi qua luôn vậy đó. Không có liên quan giống gì như, giống như bị ép hôn. Nè, thế nào đi qua, đắt cái tay rồi. Rồi, tự đi qua luôn vậy, không dòm gì hết. Có hiểu không? Và những lần sau, Evie Trường đưa tay ra cho Nguyệt nắm vào. Nhưng mà cái cách của Nguyệt đưa tay để nắm vào anh ấy rất là gượng gạo, bị ép buộc vô cùng luôn. Tôi hiểu biết không? Lý do. Cho nên là gượng lắm, mấy mốt coi lại sẽ thấy gượng gạo. Trong hậu trường, cha Trường trước khi ra hát bài này ăn bún riêu, cái đẩy miếng mắm tôm vô tay, chịu cái cầm mà ghét, không chịu cái mùi mắm tôm. Em chào chị. Em là phiên bản Hồng Ngọc Hà mới 19 tuổi thôi. Ờ, 19 nên tuổi. Em muốn gọi chị là chị. À, chị 39 rồi. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Nếu như phiên bản Ngọc Tân vừa rồi tôi xem á, đó là khoảng thời gian mà Hà mới vào nghề, nó có những cái gì đó nó còn mộc mạc, thì sang phiên bản Đan Trang thì là của Hồ Ngọc Hà ở thời điểm hiện tại, rất là nhiều nội lực, có thể công phá từ những cái phần trầm cho đến những cái đoạn cao trào, và sau đó là những cái đoạn phiêu cuối cùng. Thực sự là tôi nghe và tôi cảm thấy là nổi da gà. Em đã hóa thân toàn bộ cái giọng hát cũng như trái tim của mình, và từng cái rung tay lên như thế này và từng cái nhún, thì em có thể chia sẻ một chút về tình cảm của em đối với chị Hà như thế nào không? Chị Hà là thần tượng của em từ thuở mới vào nghề rồi. Em rất là nể và rất là khâm phục chị Hà, bởi vì chị ấy rất là nỗ lực để cho tới thời điểm hiện tại tất cả mọi người cũng đã đều thấy chị ấy có một giọng hát rất là tuyệt vời, và em cũng muốn được như vậy. Rèn luyện là cái ai cũng phải làm, nhưng quan trọng là chúng ta rèn luyện có đúng phương pháp hay không. Khi em mê một người nào đó hát ở cái âm vực rộng, ở những cái quãng cao, thì mình không kiểm soát được giọng của mình á, nó dễ bị chênh và phô. Em phải rèn luyện giống kiểu của Hà, là mình phải làm sao khi mình ra sân khấu mình kiểm soát được cao độ. Ngày trước Hà không hát cao được là do cổ họng Hà có vấn đề. Sau khi Hà có một cuộc phẫu thuật thì Hà khỏe hơn. Lúc đó luyện tập lại, thì anh cũng muốn em như vậy. Có nghĩa là khi mình luyện tập mình phải nghe được là mình hát cái nốt nó đẹp chưa. Thì hồi nãy là nội lực em có, hát cao được nhưng chưa đẹp. Và cái quan trọng như này bé, em hát quãng cao đẹp nhưng cái quãng trầm á, Hà Hồ có một cái điều này nè, là hát những cái câu đầu tiên hát hơi nhiều lắm, thở ra cho nó đầy hết cái chữ, nói chuyện với người ta một tí. Và quan trọng hơn hết, anh cần em, anh đố em khi Hà Hồ lên nốt cao, Hà Hồ tư thế như thế nào? Dạ chị Hà hay như thế này. Một là như thế này, nhưng mà hai là nốt mà cao nhất ngất ngưỡng thì Hà sẽ như thế này. Hà phải gập người lại. Hà là tay thẳng, căng hết cái cánh tay này nè. Nó giống như cô cộng gân, nó căng hết cánh tay đưa ra và gập người lại. Một, đó là về cách mình lấy hơi. Hai là Hà làm như vậy để cho thấy được cái nội lực, khán giả người ta cũng cảm nhận được đó là cái nốt cao. Hồi nãy anh thấy em thiếu những cái điều đặc biệt nhất của Hà Hồ. Hát là nhìn vào người ta, bắt người ta nhìn mình nè, hướng tới khán giả. Em thiếu cái sự giao lưu tinh tế hơn nữa thì em sẽ làm rất tốt. Đêm nghe tiếng mưa là cái đĩa mà đầu tiên chị nghe Hồ Ngọc Hà hát. Chị thích ở Hà cái chỗ rằng là Hà chuyển tải đầy đủ từng câu, từng chữ của bài hát muốn nói gì và chạm đến trái tim của người nghe. Cái nhịp của Hà. Đúng. Và cái cách của Hà xử lý ngắt câu, ngắt chữ rất là hay. Ví dụ Hà hát là cả một trời thương nhớ, một trời bơ vơ, một trời ngu ngơ. Cái cách Hà ngắt câu nhỉ? Hà nhấn nhá rất là rõ, cho nên người ta cảm nhận được là Hà hát cái gì. Em còn thiếu cái đó, nhưng em được hơn những người khác, đó là cái chất giọng mà em nó giống Hà. Bây giờ em chỉ cần nghiên cứu mỗi khi em hát một bài hát nào, tại sao có lúc Hà lại gật đầu, vì Hà hiểu cái câu đó Hà muốn nói gì. Khi em hiểu được cái câu đó thì em sẽ diễn tả được đúng. Chị nghĩ rằng là đối với chất giọng của em và nội lực của em sẽ làm được điều đó nếu em hiểu ra được cái mấu chốt nó nằm ở chỗ nào. Cảm ơn chị. Cảm ơn các vị giám khảo. Thank you.
chia tay. Anh sống vui hay đang buồn, rồi làm như anh lo lắng, anh quan tâm. Và hỏi sau khi chia tay, em đã yêu thêm một người khác, rồi thản nhiên sao có thể không biết là em học yêu bản thân hơn, em học quen với cô đơn, cô quên một điều mà em nghĩ là mãi mãi. Anh tàn nhẫn bỏ em đi, không mang đến chút nghĩ suy, để em ở lại nhìn đâu cũng đau. Vì em yêu đây, muôn đời em vẫn yêu đây, em trả hết đi bằng những nụ cười, chẳng để ai nhận ra rằng em yêu. Quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, Gửi Người Yêu Cũ. Bài hát này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016 trong đêm nhạc ở Hà Nội, đêm nhạc có tên là Love Song. Và ngay từ khi ra mắt, bài hát này đã trở thành một hiện tượng trên các trang mạng xã hội. Và ngày hôm nay chúng ta đã nghe lại bài hát này với phần trình diễn của Đan Trang và Pascal Ngọc Tân. Với một tiết mục đặc sắc như thế này thì tôi nghĩ rằng là ai cũng muốn chia sẻ về cảm xúc của mình. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Một cái đoạn trước khi lên cao trào thì một trong hai bạn đưa tay ra và người còn lại nắm tay. Đoan Trang đưa ra rất là cương quyết, một cái sự tiếp sức vào á. Và sau đó là cả hai người, Đoan Trang bè cao lên, còn em thì cứ miên man trong cảm xúc, nó cứ lên. Và đúng là trong phần này nó không có sự tranh chấp nhau. Cái tinh thần của hai người đều là
cùng dìu nhau, cùng bay. Đó là cái điều mà anh cảm thấy nó giá trị nhất của cái tiết mục này. Mà anh Nam biết sao không? Mình nhìn họ hát mình biết luôn tính cách của họ ngoài đời. Cô bé này ngoài đời sống rất cởi mở. Có nỗi buồn em nói được cho người ta nghe. Nên có niềm vui em biết cách san sẻ, em đưa tay trước. Nhưng cái cậu Tân này, nỗi buồn mà đến với em khó nhả ra lắm, đúng không? Em là người sống rất nội tâm, em có buồn cũng dám cho người ta biết. Cái gì cũng nuốt ở trong. Mới hát được kiểu đó. Mới nói chị Cẩm Ly y chang. Rồi hôm nay anh gặp em, hai người cho anh cái cảm giác, cái feeling y chang. Nhìn Cẩm Ly với Minh Tuyết, chị Minh Tuyết có thể nỗi buồn đến với chị sẽ dễ dàng cho trôi qua. Chị Cẩm Ly nhìn thì có vẻ là hiền hậu, nhưng mà thật sự là một cái gì đó mà đến với chị Cẩm Ly á, chị giữ luôn trong đó, nhả ra không được. Cái điện nó chạm nhau. Nghĩa có nhớ Ly có hay tâm sự cái cảm giác mà tự nhiên xong một cái bài hát mà cái tim nó đập không? Dạ có. Bây giờ nó đang đập rất là mạnh, không biết nói sao cho Nghĩa hiểu ý đó không? Khi mà chị Ly chỉ xem một tiết mục nào đó mà nó chạm tới cái ngưỡng cảm xúc của chị á, thì tim chỉ đập mạnh và chỉ gần như chỉ không biết nói cái gì không nữa. Không có thở được. Đây nè, dân gian có một từ để diễn tả à. Sướng. Chị phải nói liền, tại vì cái cảm xúc nó đang dâng lên. Thực sự bản thân chị từ lúc mà những ngày đầu Hà vào nghề, chị vẫn thích ở Hà giọng hát về tình cảm, về phần hồn rất là nhiều, mà không phải ai cũng có thể có được. Mà đặc biệt trong giọng Hà có một cái sự từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, nó da diết, nó rây rứt, nó bùng nổ, tất cả đều có trong Hà. Và cái cách hát của Hà là cái cách hát tự sự, từng câu như nói. Và hôm nay khi tụi em hát cái bài này, chị càng thấy phấn khích, và chị tìm thấy được, chị nghe được, chị cảm nhận được. Chị mới hỏi trước Trang là chỗ cái đoạn mà đúng ra là em phải hát, sao em không hát vậy? Dạ, tại vì em thấy bạn lỡ cảm xúc mãnh liệt quá, và cái điều đó rất là quý giá, nên em muốn được bè cho bạn. Tại vì lúc đó chị thấy đúng ra Tân nhìn qua và em lắc đầu. Và rất là hay là Tân đi luôn cái mạch cảm xúc đó. Và từ cái mạch cảm xúc đó là lên cái tông nữa, là bắt đầu Tân đẩy cái cung bậc thăng hoa lên. Tân, chị không có biết nói gì hết, chị muốn ôm em cái thôi. Thực sự ra ở em thì trong cái bài hát này, cái cách hát của em nó rất là tinh tế. Trên cái gương mặt, cái biểu cảm của em, tất cả chị thấy được những cái nội tâm bên trong, khiến cho tim chị đập 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 rất là mạnh. Cảm ơn chị. Ok, ca sĩ Minh Tuyết, em thấy chị dính sát vô ghế mà chị giống như chị ngừng thở luôn á. Chị gồng người như thế này nè, cảm xúc của chị lúc đó như thế nào ạ? Tân lại làm rất đúng và rất giống những gì chị nói với Đan Trang có dòng trước. Hà hát cái câu như là biển yêu yêu đôi muốn em che hết. Chị hết. Em hiểu không? Em che hết cái sự nó nức nở. Tân đã làm được những cái đó mà chị cảm thấy nó sướng quá. Chị thấy sướng quá. Vậy câu cuối cùng là cái câu gì nè? Chị thế nào? Nếu như không mạnh mẽ thế nào? Em biết phải thế nào? Đúng rồi. Đó, giống như nó sâu từ trong trái tim ra. Và người ta nói là bắt chước cái bề ngoài nó dễ, nhưng bên cái trong nội tâm nó mới là cái điều khó vô cùng. Đúng. Và Tân đã làm được điều đó. Và cũng nhờ Đan Trang bè cho Tân nên đẩy cái bài hát này lên tới tột đỉnh và cao trào. Cho nên tiết mục này phải dành một tràng pháo tay thật lớn cho cả hai bạn. Hai bạn cộng lại chia đôi sẽ ra một phiên bản tuyệt vời của Hà Hồn. Đan Trang có sự giải phóng của cơ thể, nhưng mà thật sự ra đó, em không giấu được là em vẫn là một cô bé tuổi còn rất nhỏ. Nghe anh nói ở vòng trước nên em làm tốt hơn ở vòng này, chứ nó không đến từ nội tâm của em. Một động tác khi đưa ra mà có nội tâm nó khác. Hiện nay em đang vẽ được hình tượng Hà Hồ trên sân khấu, nhưng chưa vẽ được bên trong. Họa hổ, họa bì nan, họa cốt là như thế. Nhưng mà hôm nay Ngọc Tân làm anh rất là bất ngờ. Ngọc Tân hát bằng sự cảm nhận của Hà Hồ. Cái cách nhả chữ của Tân, từng chữ một ngắt nghỉ nhịp rất hợp lý. Đó là cái điều mà bé Đan Trang rất vội vã lướt qua, vì em chưa có trải nghiệm về điều đó. Em phải hiểu em mới đủ sức để chậm lại giống Tân mà không trễ nhịp câu sau. Cái đó là cái khi người ta đã cảm nhận, người ta ngấm mình vào trong âm nhạc mới làm được. Nhưng Tân lại thiếu cái sự giải phóng cơ thể. Nhắm mắt lại sẽ rất tuyệt vời, nhưng mở mắt ra thì thấy Tân hơi nhỏ bé so với những gì Tân đã làm với giọng hát của mình. Vì vậy hãy
thoải mái hơn một tí nữa thì người ta cảm nhận Tân nó tuyệt vời y như giọng hát của mình. Nói một hồi em tưởng tượng này giống như là bên đây là cái vỏ bọc bánh bao, còn bên đây là cái nhân bánh bao. Cái vỏ hay cái nhân cái nào sao mà cũng phải ngon. Dạ. Thì mới tạo thành một cái bánh bao ngon được đúng không ạ? Với cái tâm hồn ăn uống à. Dạ. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng hai em đã có một màn trình diễn quá thành công. Chúc mừng hai bạn.